80, chương thứ 80, điện quang hỏa thạch, tha cho các người một mạng, cũng không phải là không thể. Câu nói nhàn nhạt, nhạt này của Từ Dương, nghe vào trong tai bọn họ, phảng phất như tiếng trời. Cảm ơn tiền bối, cảm ơn tiền bối. Hai tu giả Nguyên Anh kỳ cung kính hướng Từ Dương dập đầu vài cái, vẻ mặt thành kính, phảng phất như Từ Dương là cha mẹ sinh ra của bọn họ. Ta còn chưa nói xong, các ngươi vội cái gì? Từ Dương thản nhiên nói, khóe miệng mang theo một vòng ý cười trào phúng. Hai tu giả Nguyên Anh kỳ Hoa Cúc căng thẳng, vừa mới thở ra một hơi, lại nhấc lên, vẻ mặt khẩn trương nhìn Từ Dương. Các ngươi muốn sống, có thể, trước đánh thắng đồ đệ của ta. Từ Dương chỉ lăng thanh thù nói, tu vi hai người này, Từ Dương đã biết, mặc dù là Nguyên Anh Kỳ, một người khác trong Nguyên Anh Kỳ tầng 2, là Nguyên Anh Kỳ tiền kỳ. Mà tu vi lăng thanh thù, là Kim Đan Kỳ 8 tầng, là Kim Đan Hậu Kỳ. Tuy rằng giữa Kim Đan Kỳ cùng Nguyên Anh Kỳ tồn tại khoảng cách không thể vượt qua, Cơ bản Kim Đan kỳ không có khả năng chiến thắng Nguyên Anh kỳ. Nhưng Lăng Thanh Thù là đồ đệ do một tay Từ Dương bồi dưỡng, chiến đấu vượt cấp mặc dù gian nan, nhưng cũng không phải không có khả năng thắng. Tiền bối, cái này, hai tu giả Nguyên Anh kỳ kia hai mặt nhìn nhau, gần như muốn khóc. Tuy tu vi Lăng Thanh Thù chỉ là Kim Đan kỳ bình thường, mà tu giả Nguyên Anh kỳ, nếu bị tu giả Kim Đan kỳ đánh bại mà nói, bọn họ không cần Từ Dương đến giết, bản thân sẽ xấu hổ không chịu nổi, tìm khối đậu vũ đập chết nhưng ai biết kim đan kỳ này là thật hay là giả bọn họ vừa mới bị một từ dương thoạt nhìn là luyện khí kỳ dạy dỗ từ dương nhìn qua căn cơ bất ổn không có kim đan không có nguyên anh chỉ là một mảnh bã luyện khí kỳ nhưng trời mới biết từ dương rõ ràng là một cường giả cảnh giới động thiên làm sao vậy các ngươi không muốn tỉ thí với đồ đệ của ta một chút sao ta cũng chỉ có thể làm thịt các ngươi từ dương nhàn nhạt uy hiếp trên tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh linh kiếm tiền bối chúng ta đồng ý chúng ta có thể không đáp ứng hai tu giả nguyên anh kỳ vẻ mặt đau khổ đáp ứng ầm um, đao quang kiếm ảnh linh khí cuồng bạo tung hoành lăng thanh thù cùng một tu giả nguyên anh kỳ trong đó chiến đấu rất kịch liệt từ dương ăn trái cây màu đỏ ở một bên quan sát thỉnh thoảng lắc đầu chiến đấu đã tiến hành hơn 10 khắc lăng thanh thù dùng tu vi kim đan kỳ ngạnh kháng tu giả nguyên anh kỳ bất bại khiến những người khác biết sợ rằng sẽ kinh bạo nhãn cầu nhưng trong mắt từ dương chuyện này còn lâu mới đủ trong mắt Từ Dương, thực lực Lăng Thanh Thù trước mắt hoàn toàn có thể chiến thắng tu giả Nguyên Anh kỳ này. Nhưng Lăng Thanh Thù đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, dẫn tới hiện tại không chỉ không thể chiến thắng đối thủ, ngược lại chính mình rơi vào khốn cảnh. Xét cho cùng, kinh nghiệm chiến đấu vẫn là không được. Nhưng, Từ Dương tựa hồ quên, kinh nghiệm chiến đấu của hắn là cấp bậc 10 vạn năm kia, tự nhiên không thể so sánh với Lăng Thanh Thù. Tóe cái, một tiếng vang nặng nề truyền đến, một tu giả Nguyên Anh kỳ một cước đá vào bụng lăng thanh thù, lăng thanh thù lập tức bay ngược ra sau. Ai, lăng thanh thù ngươi thua, từ dương thở dài một tiếng, nếu những người này đã đánh bại lăng thanh thù, hắn tự nhiên phải tuân thủ lời hứa, thả những người này ra. Lăng thanh thù chật vật từ trên mặt đất bỏ dậy, thở phì phò phảng phất không phục. Các ngươi đã làm được, vậy các ngươi đi đi, từ dương còn chưa nói xong, bỗng nhiên, một đạo kiếm quang màu lam từ trên trời giáng xuống, bộc phát ra một tiếng kêu bén nhọn, ầm vang đâm về phía hai tên tu giả Nguyên Anh Kỳ kia. Hết thảy phát sinh trong nháy mắt, trong nháy mắt, hai tu giả Nguyên Anh Kỳ còn chưa kịp phản ứng, đầu đã bay lên không chung. Hai vị tiểu hiếu, không sao chứ, ngay lúc này, một thiếu niên áo trắng từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt Từ Dương và Lăng Thanh Thù. Chuyện này, người giết bọn họ làm gì, Từ Dương xấu hổ sờ mũi, hắn chuẩn bị thả hai người này ra, không nghĩ tới, lại từ trên trời giáng xuống một người, giết chết hai người này. Ta thấy ánh mắt ba người này hung ác, liền đi theo tới, vừa tới đã nhìn thấy vị cô nương này gặp nạn, liền thuận tay giết bọn họ, có vấn đề gì sao?" Thiếu niên áo trắng cảnh giới động thiên kia nghi ngờ hỏi. "Không, không thành vấn đề." Từ Dương hơi không nói gì nói. "Đúng rồi, ta nhớ rồi, ta nhìn thấy chính là ba người." Thiếu niên cảnh giới động thiên bỗng nhiên có chút nghi ngờ hỏi. "Một người khác đã chết." Từ Dương thản nhiên nói. Triệu Bằng lập tức sợ ngây người, không thể tin được nhìn Từ Dương. Lúc này, hắn mới phát hiện tu vi của Từ Dương, rõ ràng chỉ là luyện khí kỳ mà thôi. Đương nhiên, hắn cũng không phải đồ ngốc, Từ Dương sao có thể là tu vi luyện khí kỳ? Vị tiểu hữu này, xin hỏi tu vi của ngươi là đúng? Triệu Bằng hỏi, tu vi của ta là Nguyên Anh kỳ. Từ Dương không kiêu ngạo không tự ti nói. A, à, hóa ra là Nguyên Anh kỳ. Triệu Bằng gật gật đầu, là Nguyên Anh kỳ, sao lại nói vậy? Nhưng hắn nhìn về phía Từ Dương, lại phát hiện hắn không cách nào nhìn thấu tu vi của Từ Dương tại sao có thể như vậy triệu bằng có chút nghi hoặc phải biết hắn là tu giả động thiên cảnh thế mà không cách nào nhìn thấu một cái nguyên anh kỳ ẩn tàng tu vi hơn nữa lúc từ dương đối mặt với tu giả động thiên cảnh rõ ràng không có tu giả nguyên anh kỳ khác khúm núm mà là một bộ thái độ không kiêu ngạo không tự ti triệu bằng trong lòng âm thầm cảnh giác người luyện khí kỳ trước mặt này sâu không lường được ta tới đây là để tìm kiếm thâm hải lam tâm không biết tiểu hữu tới đây có phải vì mục đích tương tự hay không triệu bằng hỏi từ dương trợn trắng mắt liếc hắn, nói, ngươi cảm thấy thế nào? Triệu bằng xấu hổ cười cười, đúng vậy, hiện tại người tới đây mặc dù hỗn độn, nhưng kỳ thật đều có mục đích như nhau. Chính là tới đây tìm kiếm thâm hải lam tâm, ta ở đây tìm kiếm một hồi lâu, phát hiện một ít tung tích của thâm hải lam tâm, chính là chỗ cực đoan nguy hiểm, hiện tại muốn tìm mấy đồng đội mạnh mẽ, cùng nhau đi vào, không biết tiểu hữu có hứng thú hay không. Ánh mắt từ dương sáng ngời, cũng mặc kệ có phải là cảm bẫy hay không, liên tục gật đầu nói, được, ta đi theo ngươi. À, triệu bằng vốn cho rằng Từ Dương sẽ cự tuyệt, hoặc là suy nghĩ một phen, không nghĩ tới Từ Dương thế mà trực tiếp đồng ý. Đây không phải là đầu đất, mà là tự tin tuyệt đối với trình độ của mình. Triệu bằng càng không dám khinh thường Từ Dương, tiểu hữu chỉ có mấy người chúng ta, chỉ sợ nguy hiểm, chúng ta còn phải gom góp mấy người. Triệu bằng nói, được, Từ Dương gật đầu, mặt khác, người cũng đừng gọi ta là tiểu hữu ta không được tự nhiên. Từ dương nhìn một thiếu niên tướng mạo non nớt gọi mình, cảm thấy phi thường xấu hổ. 81, con thỏ phệ minh thứ 81, triệu bằng cười ha ha, khuôn mặt cổ quái nói tiểu hữu người đừng nhìn ta còn trẻ như vậy, kỳ thật ta đã hơn một ngàn tuổi, chỉ là bởi vì thời niên thiếu uống dưỡng nhan đan mới bảo trì một bộ dáng thiếu niên. Từ dương nháy mắt một cái, cũng nói kỳ thật, ta cũng giống ngươi, ta cũng mười vạn tuổi rồi, chỉ là không biết vì sao, ta cũng duy trì bộ dáng thiếu niên. Tiểu hữu nói đùa. Triệu bằng vô ngữ nói, từ dương nhếch miệng, vì sao hắn nói thật sự là không có ai tin tưởng. Mà lăng thanh thù một mặt không biểu tình, lúc này trong lòng lại như rời sông lấp biển, nàng biết từ lão tổ sống rất lâu, nhưng 10 vạn năm, thời gian này cũng quá kinh khủng đi. Nàng nhìn về phía từ dương, trong lòng cân nhắc, lời nói của từ dương đến cùng là thật hay là giả. Mấy người vừa nói vừa cười, rất nhanh đi tới rừng cây, về tới chỗ có người vừa rồi không ít người nhìn về phía từ dương trong ánh mắt tràn đầy vẻ tò mò giờ phút này thiếu niên áo trắng lần nữa ẩn giấu tu vi của mình không ai có thể nhìn ra hắn là tu giả động thiên kỳ mẹ kiếp tên này lại không có chết có chút thú vị vừa rồi ba người nguyên anh kỳ kia sao không thấy bọn họ đi ra ngươi ngốc à nhất định là chết rồi mà ba người này còn sống đi ra ba người kia chắc chắn đã chết mẹ kiếp không nhìn ra được rõ ràng là cường giả ẩn giấu lúc này mới có bao lâu Liên kết thúc chiến đấu, đây là miểu sát đi. Không ít người nghị luận ẩm ý, sau đó vẻ mặt đề phòng kéo dài khoảng cách với Từ Dương. Từ Dương sờ sờ mũi, cười khổ một chút. Tiểu Hiếu, ta đã ở chỗ này ngồi chờ hai ngày rồi, không có bất kỳ cường giả nào, không bằng, chúng ta đi nơi khác nhìn xem. Triệu bằng hỏi Từ Dương, Từ Dương tự nhiên là không sao, tùy ý nói, tất cả đều tùy ngươi. Ai, còn thiếu một ngày nữa, chúng ta nhất định phải tiến vào chỗ đó. Mấy ngày nay ta vẫn luôn tìm kiếm đồng đội cùng đi, nhưng mà ta ngồi trồm hỗm ở hòn đảo nhỏ này mấy ngày, không phát hiện bất kỳ cường giả nào có thể cùng đi a." À. Lúc nói tới đây, Triệu Bằng với vẻ mặt phiền muộn. Từ Dương im lặng lắc đầu nói, "30 dặm phía trước có một người tu vi động thiên kỳ, ta cảm thấy ngươi có thể đi thử xem." Triệu Bằng vẻ mặt không thể tin được nhìn Từ Dương, hỏi "Tiểu Hữu, lời ngươi nói là thật?" Triệu Bằng có chút giật mình, bởi vì hắn là một tu giả động thiên kỳ cũng không phát hiện phía trước có tu giả động thiên cảnh gì, Từ Dương lại dễ dàng phát hiện. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa, thần thức của Từ Dương còn cường đại hơn hắn sao? Ta lừa ngươi làm gì, cái động thiên kia ẩn giấu tu vi của mình, đang nướng trong một sơn động." Từ Dương thản nhiên nói, "Nếu ngươi không tin, đi xem ngươi là được rồi." Triệu Bằng gật gật đầu, cảm thấy Từ Dương nói có đạo lý, phía trước có tu giả cảnh giới động thiên hay không, đi xem chẳng phải sẽ biết sao. Dưới sự dẫn dắt của Từ Dương, quả nhiên trên sườn núi phía trước có anh trai dốc đứng phát hiện một cái sơn động trong sơn động khói bếp màu xanh bốc lên còn có một hồi gà nướng muốn hỏi từ dương khẽ cười một tiếng lẩm bẩm nói người này có chút ý tứ hiện tại tất cả mọi người đều đang nghĩ đến thâm hải lam tâm hắn là một tu giả động thiên kỳ rõ ràng lại ở đây nướng thịt đi vào sơn động trước nhìn vào bên trong quả nhiên nhìn thấy một lão đầu râu tóc bạc trắng tinh thần quắc thước đang nướng lão đầu này một thân khí thức nội liếm nhìn qua giống như một lão đầu phàm nhân bình thường chỉ là đôi mắt sáng người kia thỉnh thoảng bộc phát ra tinh quang lão già này tên là hoàng thiên là một tu giả động thiên nhị giai mấy vị tới đây có gì muốn làm một tay hoàng thiên vuốt tròm râu màu trắng bạc thật dài một tay lật qua gà nướng trên tay trong ánh mắt nhìn như đục ngầu lập lòe tinh quang một đống gỗ nhìn như bình thường trên mặt đất bốc lên tia lửa lam nhạt nhiệt độ cao đến dọa người con gà nướng bị đốt lên ngọn lửa một hồi dần dần biến thành màu vàng óng tản mắt ra mùi hương mê người khiến người ta thèm nhỏ dãi ngươi nướng không được à từ dương lắc đầu cười nói lão đầu kia nghe vậy lập tức dâu trừng mắt nhìn về phía từ dương nói ngươi nói cái gì Ngươi rõ ràng nói lão phu nướng không được sao từ dương gật gật đầu nói tự nhiên là không được tuy rằng sắc hương đều đủ nhưng là thiếu hồn thiếu hồn hừ lão phu sống hơn ngàn năm cũng nướng hơn ngàn năm còn cần một tiểu bối như ngươi đến chỉ trỏ sao hoàng thiên vẻ mặt không vui biểu tình thèm chảy nước miếng vừa rồi cũng không còn sót lại chút gì nhìn về phía gà nướng vàng óng hương vị đều đủ hoàng thiên giờ phút này chỉ cảm thấy trong lòng một ngạt được rồi ba người các ngươi thành công làm nhiễu loạn hứng thú của lão phu hiện tại có thể nói một chút các ngươi đến đây làm gì ngươi cũng tới tìm kiếm thâm hải lam tâm đi ta có được manh mối thâm hải lam tâm ta cảm thấy thâm hải lam tâm hẳn là ở chỗ đó thế nhưng nơi đó nguy hiểm vô cùng cho nên ta muốn tập hợp mấy người cùng đi Triệu bằng nói, Hoàng Thiên nghe, vẻ mặt lão tử không có hứng thú, Triệu bằng nói cả buổi, Hoàng Thiên cũng không nói gì thêm. Ta nói nhiều như vậy, rốt cuộc ngươi đi hay không? Triệu bằng nói xong cuối cùng cũng thành hỏa, hỏi. Hoàng Thiên ngừng động tác trên tay mình, nếp nhăn trên mặt đều trồng chất lên chán, khẽ mỉm cười nói. Ngươi muốn ta đi theo các ngươi, tốt, cũng không phải không được. Dừng một chút, hắn lại nói tiếp, tiểu tử vừa rồi nói ta nướng không được, vậy để tiểu tử này nướng cho ta xem một chút, có thể để lão phu mở mắt, ta sẽ đi theo các ngươi. Nói xong, ánh mắt của Hoàng Thiên nhìn về phía Tử Dương, vẻ mặt hiền lành ý cười. Một cỗ uy áp nhàn nhạt từ trên người hắn phát ra, ép về phía Tử Dương. Giặc giặc, xung quanh có mấy tảng đá lớn, dưới uy áp này, đều đùng một tiếng, biến thành bột mịn. Ngươi muốn làm gì, Tử Dương nhàn nhạt ngẩng đầu, khóe mắt hẹp dài mang theo hung quang hiện lên. Ô, tiểu tử này, cũng rất lợi hại, lại có thể ngạnh kháng uy thế của ta. Hoàng thiên kinh nghi bất định nói, uy áp vừa phóng ra, trong nháy mắt liền thu trở về. Khóe miệng từ dương nhếch lên một nụ cười, nói, được, ta cũng đã lâu không có nướng qua thịt rừng, ta tới thử một chút. Hoàng thiên cho từ dương một con vệ mệnh thỏ, sau đó đem tất cả mọi thứ giao cho từ dương, vẻ mặt chờ mong ở một bên nhìn từ dương. Vệ minh thố, từ dương nhìn con thỏ tròn trịa trên tay mình, có chút kinh ngạc. Vệ minh thỏ, đây chính là hung thú thượng cổ đó, tuy rằng không có xếp hạng gì, nhưng lưu lạc đến mức biến thành nguyên vật liệu nướng thịt, cũng quá bi thảm. 82. Công nghệ nấu nướng thứ 82 nghiền ép, người rõ ràng nhận ra, Hoàng Thiên cũng có chút kinh ngạc, con thỏ phệ minh này hắn tình cờ gặp phải, tốn rất nhiều công sức mới bắt được. Phệ minh thỏ mà thôi, thứ đồ chơi này trong quá khứ của ta là ăn được. Từ Dương nói, đương nhiên, Từ Dương sẽ không nói, trước kia hắn ăn được phun ra, nhưng đã rất lâu rồi không nhìn thấy phệ minh thỏ, vô cùng nhớ nhung mỹ vị của nó tiểu tử, người khoác lác có thể có thủ đoạn đấy. Hoàng thiên khịt mũi coi thường lời nói của từ dương, phệ minh thỏ, đây chính là thượng cổ hung thú, muốn nhìn thấy một con đều cần phải có vận khí thật lớn. Hơn nữa, mặc dù thoạt nhìn phệ minh thỏ rất yếu ớt, nhưng bất luận thế nào, đều là hung thú thượng cổ, phệ minh thỏ chạy trốn càng là nhất lưu, muốn bắt được lại càng thêm khó. Tên tiểu tử trước mặt này, thật sự là khoác lác không viết bản thảo. Khi Hoàng Thiên nổi lên ý giáo huấn từ dương, đã thấy Tử Dương tay chân thành thạo, nướng con thỏ Phệ Minh. Rất nhanh, con thỏ này đã trở nên cháy khét trong xanh, da giòn của ánh sáng vàng kim tỏa ra ánh sáng vàng, nhìn qua khiến người ta thèm thuồng. Càng thêm mấu chốt chính là, một cỗ linh khí ba động nhàn nhạt, nhạt từ trên con thỏ Phệ Minh nướng vàng này truyền ra. Cái này, tại sao còn có linh khí ba động? Hoàng Thiên khiếp sợ hỏi, khóe miệng nhịn không được nước miếng chảy ào ào xuống dưới. Cho nên mới nói, vừa rồi ngươi nướng không được chỉ là màu sắc hương vị đầy đủ nhưng mà những hung thú cao dai này bản thân đã là dược tính tuyệt hảo Người vì theo đuổi hương vị màu lại để cho dược hiệu trong đó đều mất đi có thể nói là bỏ gốc lấy ngọn lời nói của Từ Dương nhàn nhạt, nhạt nhưng trong tai Hoàng Thiên lại như sấm sét điếc tai vừa định nói gì đã thấy Từ Dương đã cầm con thỏ Phệ Minh nướng vàng lên bắt đầu ăn từng ngụm Hoàng Minh nuốt một ngụm nước miếng lớn trông mong nói cái này ta có thể ăn chút được không từ dương giật xuống một chỗ vô dụng nhất, cho Hoàng Minh, lại giật xuống nửa chân, đưa cho lăng thanh thù. Sau đó, một người liền ôm một con thỏ phệ minh bắt đầu gặm. Hoàng Minh nhìn chút cặn bã trên tay, khóc lóc, nhẹ nhàng cắn một miếng. Vừa lấy được bên miệng, liền ngửi thấy một mùi thịt sông vào mũi, nhẹ nhàng tách ra, dưới da giòn vàng kim, bao lấy thịt mềm như bạch ngọc. Một ngụm nuốt xuống, hương vị ngọt ngào trong miệng tan ra, một dòng nước ấm từ yết hầu trượt vào bụng, khuếch tán đến mỗi một mạch máu, toàn thân sảng khoái như mới sinh ra đáng tiếc từ dương cho hoàng thiên số lượng quá ít một ngụm nuốt xuống cái gì cũng không có một lão đầu tiên phàm đạo cốt như một đứa trẻ mắt mở trừng trừng nhìn từ dương tiểu hữu ngươi có thể cho ta một ít nữa không giọng điệu kia thật sự khiến người ta khó mà tin được hắn là một cường giả cảnh giới động thiên tiên phong đạo cốt lăng thanh thủ vẻ mặt hồ nghi nhìn lên trời xanh sau đó nhẹ nhàng chân thỏ nướng của từ dương nuốt xuống một ngụm Lăng Thanh Thù lập tức hai mắt tỏa sáng, cảm giác nửa đời trước đều sống không bằng chết, đi theo bên cạnh Từ Dương lâu như vậy, thế mà hiện tại mới nhấm nháp được mỹ vị như vậy. Nhưng mà, Lăng Thanh Thù rất nhanh liền cảm giác không đúng, dòng nước ấm trong cơ thể cũng không tiêu tán, mà tụ tập ở chỗ kim đan của nàng. Ầm, um, một cỗ linh khí cuồng bạo bùng nổ ngay chỗ kim đan, tu vi Lăng Thanh Thù vậy mà trực tiếp bị đánh sâu vào kim đan kỳ 9 tầng. Đột phá rồi, Từ Dương thản nhiên nói, tiếp tục cúi đầu gặm phế minh thỏ. Lăng thanh thù trợn tròn mắt, sau đó hai mắt sáng ngời, hỏi từ dương, lão tổ, có thể cho ta một chút không? Còn có ta, Hoàng Minh ở bên cạnh trơ mắt nhìn, từ dương ngẩng đầu, khóe miệng mang theo một ý cười thâm trường, nói, lăng thanh thù, linh khí của con thỏ vệ minh này quá cuồng bạo, người không thích hợp ăn nhiều, nếu không sẽ có tổn thương đối với thân thể của ngươi. Về phần ngươi, lão đầu tử, từ dương quay đầu nhìn về phía Hoàng Thiên, nói chỉ cần ngươi đi theo chúng ta, ngươi phụ trách bắt lấy hương vị dân dã, ta xem tâm tình, cũng không phải không thể nướng cho ngươi một ít. Hoàng thiên lập tức cao hứng giống như trẻ con thu được món đồ chơi mới. Còn triệu bằng, hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới miệng lưỡi nhỏ bé của mình lại có thể bắt được một tu giả động thiên kỳ. Trong mắt từ dương không khỏi tràn đầy tìm kiếm, tu vi của từ dương, hắn vẫn luôn không dò xét ra. Nhưng trong lòng hắn, dụng cụ nấu ăn của mình, tu vi của từ dương hẳn là tu giả động thiên kỳ. Nếu không, một số chuyện thật sự không cách nào giải thích được. Chợt, khóe miệng của hắn kéo dài, tu giả động thiên kỳ này còn thật sự khiêm tốn, rõ ràng giấu tu vi tại luyện khí kỳ. Ẩn giấu tu vi, ẩn tàng đến nguyên anh kỳ hoặc là kim đan kỳ là được. Từ dương rõ ràng giấu tu vi ở luyện khí kỳ. Nếu ai tin từ dương là luyện khí kỳ, người kia tuyệt đối là đồ ngốc. Người muốn sao, từ dương nhìn ánh mắt triệu bằng một mực ở trên người hắn cười tùm tìm hỏi. Ta không cần, triệu bằng quả quyết cự tuyệt. a à, không nên bỏ qua. Từ dương nhàn nhạt lên tiếng, sau đó lại cúi đầu gặp mình. Chỉ là trong lòng Từ Dương lại có chút kinh ngạc. Triệu Bằng, đây tuyệt đối là một người kinh khủng, hắn có thể chống cự bất cứ thứ gì có thể gây bất lợi cho mình. Đây là một người tuyệt đối lý trí, nhưng Từ Dương cũng chỉ là nghĩ như vậy, tán thưởng Triệu Bằng một chút mà thôi. Triệu Bằng mặc kệ thế nào, đều không quan hệ gì với hắn, Triệu Bằng thật sự làm cho Từ Dương tức giận cái gì, Từ Dương muốn chọc chết Triệu Long chỉ là chuyện một ngón tay. Khi một mình Từ Dương ăn hết toàn bộ phệ minh thú Mấy người bắt đầu thương lượng với nhau về hành trình. Triệu Long lấy từ trong ngực ra một quyển trục, mở ra trên mặt đất, mới phát hiện đó là một tấm bản đồ. Triệu bằng chỉ một ngón tay vào một khu vực màu lam trên bản đồ, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Thâm Hải Lam Tâm, ngay tại đây, nhưng nơi này có một vòng xoáy biển sâu thật lớn, bên trong vòng xoáy có ba động linh khí cực mạnh truyền ra, tạm thời không biết là vật gì truyền ra ba động linh khí mạnh như vậy. Hơn nữa, ta còn ở chung quanh vòng xoáy, nhìn thấy không ít thượng cổ hung thú" có thể khẳng định chính là, khẳng định nguy hiểm trùng trùng, không biết các người có gan đi hay không. Mục tiêu của chúng ta là tiến vào bên trong vòng xoáy, tìm kiếm thâm hải lam tâm. Mặt khác, ta đoán, nơi này ngoại trừ thâm hải lam tâm, những cơ duyên khác khẳng định cũng không thiếu. Triệu bằng nhiệt huyết sôi trào nói xong, đánh giá từ Dương và Hoàng Thiên. Chỉ thấy Hoàng Thiên vẫn là một bộ dáng lão tử không có hứng thú, nếp nhăn trên mặt vô lực rủ xuống, con mắt nửa nhắm. Mà từ Dương, lại là tự mình nghiên cứu những vật khác trên bản đồ, trong miệng thì thảo cái gì đó. Triệu bằng nhất thời nghẹn lời. Hắn nói lâu như vậy, không một ai nghe được. Nhưng mà, chúng ta đi vào, đi tìm thâm hải lam tâm làm gì chứ? 83, chương thứ 8, vòng xoáy. Tuy từ Dương và Hoàng Thiên đều không để ý tới hắn, nhưng Lăng Thanh Thù vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe Triệu bằng nói chuyện. Sau đó đưa ra nghi vấn của mình, Triệu bằng dương mắt nhìn Lăng Thanh Thù, có chút không biết nói gì. Vừa rồi lúc Lăng Thanh Thù đột phá, Triệu Bằng đã biết, Lăng Thanh Thù chính là một tu giả kim đan kỳ cấp thấp. Tuy rằng tu giả kim đan kỳ cơ bản không có tác dụng gì, nhưng tốt xấu gì cũng có một người nghe hắn nói, làm Triệu Bằng cảm thấy vui mừng không ít. Lần này, ta nhất định phải có được thâm hải lam tâm. Nghe đồn, lá của thâm hải lam tâm có thể khiến người hoàn hồn, thâm hải lam tâm đoán chừng chính là toàn bộ hy vọng của ta. Lúc Triệu Bằng nói tới đây, mắt sách hơi nheo lại, trong đôi mắt bi thương không thể che giấu tràn ra ngoài lá của thâm hải lam tâm quả thật có thể khiến cho một người hồn phách không trọn vẹn khởi tử hồi sinh từ dương quay đầu lại hỏi làm sao vậy người muốn lá cây thâm hải lam tâm sao không sai đạo lữ của ta vì bảo hộ ta bị trọng thương hiện tại hồn phách tàn khuyết lúc nào cũng có thể hôi phi yên diệt hiện tại người duy nhất có thể cứu nàng cũng chỉ có thâm hải lam tâm lúc triệu bằng nói tới đây ánh mắt sáng ngời có thần dần dần mang theo lệ từ dương gật gật đầu hóa ra là như vậy chỉ là từ dương nhíu mày thật sâu, con người hẹp dài dưới khóe mắt, mông sơn một tầng mù mịt. Lá của triệu bằng muốn thâm hải lam tâm sẽ phá hư thâm hải lam tâm. Một khi thâm hải lam tâm bị phá hư, linh hồn ký sinh trong thâm hải lam tâm cũng sẽ chịu tổn thương tương đương. Nếu hồn phách đồ đệ năm đó của hắn ở trong thâm hải lam tâm, vậy từ dương tự nhiên không thể để triệu bằng phá hư từng cây dễ thâm hải lam tâm. Nhưng nhìn bộ dáng triệu bằng, đối với thâm hải lam tâm tựa hồ cũng là tình thế bắt buộc. Đến lúc đó, Tất nhiên Từ Dương bởi vì vấn đề Thâm Hải Lam Tâm cùng Triệu Bằng trở mặt. Suy nghĩ một hồi, Từ Dương không có ý định tiếp tục suy nghĩ này. Hiện tại còn không có tìm được Lam Tâm ở Thâm Hải, chờ lúc nào tìm được, lại nói những thứ này đi. Ta tại trên bản đồ nghiên cứu một chút hoàn cảnh hải vực một chút, Thâm Hải Lam Tâm ở bên trong vòng xoáy đó xác suất là lớn nhất, cho nên chúng ta khi nào khởi hành. Từ Dương có chút không đợi được nói, một đồ đệ trước của hắn là Bạch Liên Tuyết có thể nói là bởi vì từ dương sơ sẩy mà chết từ dương vẫn luôn có chút áy náy với nàng hiện tại hận không thể lập tức chạy đến bên cạnh thâm hải lam tâm xác định một chút bạch liên tuyết đáng yêu của hắn có phải vẫn còn sống tốt hay không triệu bằng mỉm cười nói chỉ cần các ngươi xác định muốn đi ba người chúng ta tùy thời có thể khởi hành đi trước vậy chúng ta liền đi thôi còn đang chờ gì nữa từ dương cũng vừa cười vừa nói từ dương và triệu bằng đều phi thường ăn ý không đề cập đến thâm hải lam tâm đúng rồi Hoàng thiên tiền bối, vì sao ngươi phải đi vào trong vòng xoáy kia, hoặc là nói, vì sao ngươi lại muốn thâm hải lam tâm? Bỗng nhiên, triệu bằng quay đầu lại hỏi. Hoàng thiên cười nhạo một tiếng, vẻ mặt khinh thường nói, lão phu không có chút hứng thú nào với thâm hải lam tâm kia. Triệu bằng sừng sốt, vậy ngươi tới đây, là vì cái gì? Lão phu du lịch bốn phương, tìm khắp thiên hạ mỹ thực, nghe nói tôm lớn đông sơn hải này là nhất tuyệt, đặc biệt đến thưởng thức. Triệu bằng nghe xong, có chút há hốc mồm cứ như vậy sao nhưng nhìn vẻ mặt chân thành của hoàng thiên triệu bằng cũng chỉ miễn cưỡng tin tưởng hiện tại lão phu cảm thấy lão phu đến đông sơn hải là quyết định chính xác nhất trong cuộc đời mình nếu không phải lão phu đi xa vạn dặm tới đây sẽ không nhận ra từ dương tiểu hữu đương nhiên cũng không cách nào nhấm nháp được tay nghề của từ tiểu hữu vẻ mặt hoàng thiên say mê nói triệu bằng hắn thật sự là không thể tưởng tượng từ dương làm đồ ăn nhiều đến mức nào mới có thể bắt được một tu giả động thiên kỳ cho dù tu giả động thiên kỳ này là một kẻ tham ăn ở trung tâm đông sơn hải cuộn trào mãnh liệt có một vòng xoáy khổng lồ kinh khủng trung tâm vòng xoáy rỗng tuếch đường kính chừng trăm mét nước biển xoay tròn bắn lên bọt nước phảng phất như từng thanh lợi kiếm tiếng nổ ầm ầm giống như kinh lôi che giấu hết thảy tạp âm lúc này có mấy chục người mặc áo đen lơ lửng trên không trung vòng xoáy khí tức những người này đều là cực kỳ cường đại toàn bộ đều là tu vi động thiên kỳ thâm lam hải tâm kia, trốn ở trong vòng xoáy này. Ha ha, cũng không uổng công hải ma tông chúng ta, bối phận tổ tiên tìm kiếm hai vạn năm, rốt cuộc vẫn tìm được Bạch Liên Tuyết. Nghe đồn, Bạch Liên Tuyết là đồ đệ mà quái vật kia nhìn chúng nhất, nắm giữ không ít tiên pháp, chờ bắt được nàng, siêu hồn nàng. Công pháp đạt được có lẽ còn có thể giúp cho ta đột phá động thiên cảnh giới, đạt tới nguyên thần cảnh giới đây. Hồn phách Bạch Liên Tuyết kia bị giam cầm trong thâm hải lam tâm, chỉ cần tìm được thâm hải lam tâm, Bạch Liên Tuyết kia chính là vật trong túi chúng ta, đồ để quái vật kia tin tưởng nhất định sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Những người áo đen này ha ha cười lớn, tiến nhập trung tâm vòng xoáy. Qua mười mấy phút sau, bốn người từ dương cũng đi tới phía trên vòng xoáy. Chính là chỗ này, ánh mắt từ dương nhìn bốn phía, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Không đúng, nơi đây linh khí hỗn loạn, vừa rồi có năm động thiên tu giả cảnh giới ở đây. Triệu bằng cũng tranh thủ thời gian dùng thần thức dò xét bốn phía một chút, phát hiện linh khí chung quanh quả nhiên người phần hỗn loạn. Nhưng triệu bằng chỉ có thể phỏng đoán ra nơi này vừa rồi có cường giả đi ngang qua, tu giả bản thân linh khí cường đại, đem linh khí bốn phía quấy rối. Nhưng mà, hắn không cách nào phán đoán ra rốt cuộc là tu giả tu vi gì, có mấy người. Tiểu Hữu làm sao người biết? Triệu bằng nhíu mày, từ dương mỉm cười, nói, biết cái này, còn không dễ sao. Triệu bằng, hắn càng ngày càng không hiểu được từ dương, tu vi của từ dương chỉ giữ một mình ở luyện khí kỳ, hơn nữa rõ ràng từ dương nói hắn sẽ không bay lấy ra một cái linh chu rách nát từ từ lắc lư đến chỗ này lúc triệu bằng ngồi ở bên trong linh chu của từ dương quả thực hoài nghi nhân sinh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của từ dương không giống như là giả hơn nữa nếu biết bay ai còn mang theo một cái linh chu rách nát chứ tốc độ phi hành của tu giả động thiên kỳ là gấp mấy chục lần linh chu rách nát của từ dương có được không nhưng nếu nói từ dương không biết bay với tư cách là tu giả động thiên kỳ thậm chí ngay cả phi hành kim đan kỳ cũng không làm được. Vậy chỉ có thể tin tưởng, Từ Dương là một cặn bã của luyện khí kỳ. Nhìn biểu hiện một đường của Từ Dương, nếu tin tưởng Từ Dương là luyện khí kỳ, Triệu Bằng cảm thấy chỉ số thông minh của hắn bị sỉ nhục. Vì vậy, Triệu Bằng cứ xoắn suýt một đường như vậy. Tiểu Hiếu, người nói, những tu giả này có phải là đến cướp thâm hải lam tâm chúng ta hay không? Triệu Bằng hỏi Từ Dương. Ngón tay từ dương chỉ vào lỗ trống của vòng xoáy nói, những khí thức kia là sau khi tiến vào vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa, hẳn là hướng về phía thâm hải lam tâm. 84, hạng 845 động thiên kỳ, là như vậy sao? Triệu bằng nhẹ giọng nói, trong con người lạnh nhạt hiện lên sát ý. Đi, chúng ta cũng đi vào. Triệu bằng ngữ khí trở nên băng hàn, từ dương gật gật đầu, bao phủ linh khí trên người lăng thanh thù, tạo thành một tầng màng bảo vệ, sau đó xông vào khoang trống giữa vòng xoáy tiếng nổ âm ầm phảng phất như muốn phá tan màng nhĩ người khác khiến người ta hãi hùng khiếp vía không gian vòng xoáy dưới khoang không gian tối đen như mực nước biển chung quanh xoay tròn tốc độ cao chạy xuống giống như bài sơn đảo hải vạn mã lao nhanh mang theo từ dương tiến vào vực sâu sau đó răng rắc răng rắc xé nát từ dương phía dưới vòng xoáy này có linh khí thần thức từ dương dò xét phía dưới một hồi nói tại sao triệu bằng có chút ngây ngốc hỏi bởi vì điều kiện tự nhiên của nơi này cũng không đủ để hành trình vòng xoáy khổng lồ này. Từ Dương nhàn nhạt trả lời, kỳ thật, Từ Dương đã đoán được linh khí kia là gì. Trong lòng không nhịn được có chút kích động, ồ, triệu băng tùy ý đáp ứng một tiếng, cũng không có hứng thú. Hiện tại hắn chỉ muốn thâm hải lam tâm, cứu mạng đạo lữ của hắn, những thứ khác đều đi sang một bên. Vòng xoáy này không giống như những vòng xoáy khác, càng xuống đáy càng nhỏ, ngược lại sau khi xâm nhập vào đáy, khoang sâu càng lớn. Sau khi xuống đến đáy biển, toàn bộ khoang trống đã lớn chừng một thành thị nhỏ. Nói là đáy biển, trên mặt đất lại khô giáo không có chút nước động nào, cát vàng khô giáo ngược lại khiến người ta cảm thấy như mình đang ở sa mạc. Trên đỉnh đầu, nước biển đen xì xoay tròn nhanh chóng. Mà chung quanh từ dương, có mấy người, đang như hổ rình mồi nhìn chầm chầm từ dương. Các ngươi là người phương nào, tới đây làm gì? Người nói chuyện, chính là năm tên áo đen kia, khí tức cường đại của bọn họ, không hề che giấu, đè lên người từ dương khí tức cường đại của năm động thiên kỳ tu giả tạo thành lưới kiếm màu trắng sắc bén vần quanh từ dương nhưng lại không cách nào tới gần từ dương một bước các ngươi tới đây làm gì ta chính là đến đây làm gì từ dương ngẩng đầu trong con người đen yên lặng vén lên một vòng sát ý âm lệ bởi vì trên tay một người áo đen trong đó có một cây tiên thảo toàn thân bán trong suốt hiện ra hào quang màu lam nhạt tiên thảo chỉ lớn cỡ bàn tay ba khối lá cây nhỏ giãn ra dẹp phảng phất như tay người lay động trên dưới trái phải Đặc biệt là trong tích tắc nhìn thấy Từ Dương, lay động càng thêm kịch liệt, còn hơi run rẩy lên, Từ Dương phảng phất có thể cảm thụ được tâm tình kích động của nàng. Tiên thảo này chính là Thâm Hải Lam Tâm, Từ Dương không nghĩ tới lại nhanh như vậy có thể tìm tới Thâm Hải Lam Tâm. Chỉ là mấy người này lại dám có chủ ý với Thâm Hải Lam Tâm, đều đáng chết. Giờ phút này, sắc mặt Triệu Bằng cũng phi thường khó coi. Đúng là Thâm Hải Lam Tâm hắn đã tìm được, chỉ là có người đi trước hắn một bước, lấy được Thâm Hải Lam Tâm hơn nữa càng làm cho hắn cảm thấy buồn bực chính là năm cường giả động thiên của đối phương nếu hắn muốn cướp hình như cũng cướp không được nghĩ tới đây hắn có chút hối hận lúc trước hắn nên tới một mình hắn bị khí thế của vòng xoáy này hù dọa lúc này mới nghĩ đến tìm mấy người đến khiêng đao cho hắn đi mấy ngày đường tìm kiếm đồng bạn kết quả là có người nhanh chân đến trước càng làm cho hắn cảm thấy buồn bực chính là vòng xoáy này căn bản không có gì nguy hiểm cả mấy người các ngươi mau thả thâm hải lam tâm ra cho ta. Triệu bằng cắn răng, hư trương thanh thế nói. Mặc kệ thế nào, vì đạo lữ của hắn, thâm hải lam tâm hắn nhất định phải làm. Cường giả động thiên cảnh giới năm tên hải ma tông kia phảng phất nghe được chuyện cười gì đó, lã trả cười lạnh nói. Chỉ bằng mấy người các ngươi, hai cái cảnh giới động thiên, một cái kim đan, còn có một cặn bã luyện khí kỳ. Ha ha, người sợ không phải điên rồi chứ, mau cút đi cho ta, ta còn có thể coi như không nhìn thấy mấy người các ngươi, nếu không ta sẽ cho người biết cái gì gọi là tàn nhẫn cường giả động thiên cảnh giới năm tên hải ma tông này cười ha ha căn bản cũng không để đám người từ dương vào trong mắt triệu bằng nghe vậy cũng cảm giác có chút vô lực tuy từ dương không phải là cặn bã của luyện khí kỳ nhưng ba cái động thiên tu giả cũng không đánh nổi năm cái động thiên kỳ tu giả a à. nghĩ đến đạo lứ của hắn chỉ cần một chiếc lá là được rồi cũng không hơn bao nhiêu triệu bằng suy nghĩ một chút bỗng nhiên nói nếu như chúng ta đều biết vị trí của thâm hải lam tâm vậy đương nhiên là người thấy có phần ta chỉ cần một chiếc lá của thâm hải lam tâm là được rồi sau này có ích lợi gì tới chỗ của ta ta mặc cho mấy vị sai khiến như thế nào triệu bằng gian nan nói lời này của hắn dưới cái nhìn của hắn chính là vì một mảng thâm hải lam tâm bán đứng linh hồn hắn a à. thế nhưng đạo lữ bầu bạn với hắn ta hơn một ngàn năm hắn ta khẽ cắn môi vẫn nói ra ha ha năm cái động thiên kỳ tu giả ta căn bản cũng không có nhìn thấy mấy người này biết chúng ta đạt được thâm hải lam tâm, có lẽ bọn họ biết một ít chuyện, không thể để bọn họ ra ngoài. Các ngươi cảm thấy thế nào? Những người khác nói, ta cũng nghĩ như thế nào. Một người khác gật gật đầu, nhìn về phía mấy người từ dương, trong con ngươi tràn ngập sát ý. Mấy người các ngươi, nếu đã xuống đây, cũng đừng đi lên nữa. Một người áo đen dì rào cười lạnh, bỗng nhiên một quyền đánh về phía triệu bằng. Quyền này quanh quẩn huyết mạc màu đỏ nhàn nhạt, nhạt, quyền phong gào thét cát vàng trên mặt đất bị quyền phong mãnh liệt cuốn lên phảng phất như gió lốc tiến đến sắc mặt tu giả động thiên kỳ kia dữ tợn trong mắt có trêu tức mèo vần chuột triệu bằng thấy hắn vậy mà trực tiếp động thủ vừa sợ vừa giận triệu bằng tốt xấu gì cũng là một tu giả động thiên kỳ mình ngạo khí ăn nói khép nép cầu người khác đã làm cho hắn phi thường khó chịu hiện tại những người kia càng là trực tiếp không để ý đến hắn nói động thủ liền động thủ triệu bằng trực tiếp nổ tung nâng tay đánh một quyền liền nghinh đón um. Lập tức, hai đạo thân ảnh đan xen qua lại, nắm đấm đụng vào nhau, nhấc lên sóng khí, làm vòng xoáy phía trên cũng bắt đầu bất ổn, lắc lư một hồi trên dưới trái phải. Ầm, um, đúng lúc này, một nắm đấm khác từ bên sườn bay tới, Triệu bằng không có bất kỳ phòng bị gì, trực tiếp bị nắm đấm này đánh vào trên người, phun ra một ngụm máu, sau đó bay ngược ra ngoài. Thiếu chút nữa đã bị đánh vào bên trong vòng xoáy, hài cốt không còn. Mấy người các ngươi, là tự sát, hay là để chúng ta giết các ngươi đây? năm người đi tới trước mặt từ dương luyện khí kỳ ta đoán ngươi không phải là luyện khí kỳ nhưng bất luận ngươi là cảnh giới gì hôm nay ngươi đều chết chắc rồi năm người áo đen kia nhìn từ dương không kiêng nể gì đánh giá tu vi của từ dương sau đó mấy người kia liền trợn tròn mắt bởi vì mặc kệ bọn họ nhìn thế nào từ dương đều chỉ có tu vi luyện khí kỳ ta nói các ngươi giết người cũng được nếu các ngươi dám đả thương tiểu hữu này một cọng tóc gáy cẩn thận ta sẽ khiến các ngươi ăn không trôi đi đúng lúc này Hoàng Thiên một mực trầm mặc ít nói rốt cuộc mở miệng. Từ tiểu nhíu mày, tình huống này, đổi lại là người khác, chỉ sợ đều bị dọa nước tiểu, nhưng mà Hoàng Thiên lại còn dám nói như vậy. 85, tàn ảnh tiết 68, không phải Hoàng Thiên ngu xuẩn, mà là Hoàng Thiên có chỗ dựa của mình, căn bản cũng không sợ năm người này. Lại là một tên cuồng đồ không sợ chết, mấy người áo đen kia liếc mắt nhìn nhau, vừa cười vừa nói. Hôm nay đến lúc đó ta muốn nhìn xem rốt cuộc ngươi có bản lãnh gì, để cho chúng ta chịu không nổi. Năm người kia vừa nói, bỗng nhiên một quyền đánh tới phía Từ Dương. Từ Dương không trốn, cũng không di chuyển, mà ánh mắt nhìn về phía Hoàng Thiên. Hoàng Thiên lộ ra một cái răng của hắn, chật chật nói ta bội phục dũng khí của ngươi. Nếu như đường đã muốn chết, ta liền cố hết sức thành toàn cho ngươi. Một đạo kiếm quang màu trắng chợt lóe lên, tu giả cảnh giới động thiên kim còn chưa nhìn rõ, trên cổ đã xuất hiện một lỗ máu. Vẻ mặt hắn không thể tin được ôm lấy lỗ máu trên cổ, chậm rãi ngã trên mặt đất. Ôm ụp, bốn tu giả động thiên kỳ khác, không thể tin được nhìn Hoàng Thiên, lại nhìn thi thể đồng bạn trên mặt đất phát thi thể. Ngươi là cường giả nguyên thần kỳ, lần này đến phiên mấy tu giả cảnh giới động thiên kia sợ tè ra quần. Tu giả cảnh giới nguyên thần tuy chỉ cao hơn tu giả động thiên một chút, nhưng điểm tranh lệch này lại là một điểm trời một vực. Một tu giả nguyên thần cảnh giới, có thể treo đánh một ngàn động thiên tu giả, có thở cũng không kịp. Nếu Hoàng Thiên thật sự là tu giả cảnh giới nguyên thần, Vậy bọn họ còn chơi cái giám gì, tập thể lao cổ là lựa chọn tốt nhất." Từ Dương lắc đầu, nói, "Hắn không phải tu giả cảnh giới nguyên thần, cảm ơn ngươi đã đạt tới động thiên thể chất đặc thù." Hoàng Thiên nghe Từ Dương nói, cười cười, nói, "Tiểu Hữu xác thực không đơn giản, vậy mà liếc mắt một cái liền nhìn ra điểm mấu chốt của ta." Nói xong, Hoàng Thiên quay đầu về phía mấy tu giả cảnh giới động thiên kia, nói, "Vừa rồi tiểu Hữu nói cái gì, các ngươi không nghe thấy sao?" nhanh nhanh đem thâm hải lam tâm gì đó này đặt xuống cho ta, bằng không, ta sẽ cho các người vĩnh viễn ở tại chỗ này. Mấy tu giả động thiên kỳ đều muốn khóc, hai vạn năm gian khổ tìm kiếm, thật vất vả mới tìm được, không ngờ vậy mà nửa đường lại giết ra được một tên trình rào kim. Hiện tại bọn họ muốn khóc là sao? Không còn cách nào khác, tuy rằng Hoàng Thiên không phải tu giả cảnh giới động thiên, nhưng cũng có thể miểu sát bọn họ đều tồn tại, trước mặt thâm hải lam tâm và sinh mệnh, bọn họ không chút do dự lựa chọn sinh mệnh lúc này liền bỏ lại thâm hải lam tâm tè ra quần đều chạy trốn lúc này triệu bằng đứng lên che lấy thắt lưng già nua nhoáng một cái đi tới trước mặt từ dương lúc này triệu bằng đã không biết nói gì triệu bằng vốn cho rằng hắn ở trong mấy người xem như là mạnh nhất nhưng hiện tại xem ra hắn vẫn quá ngây thơ từ dương sâu không lường được hoàng thiên thâm bất khả chắc ngay cả một tu giả kim đan kỳ như lăng thanh thù ở bên cạnh nàng đều cảm giác sâu không lường được từ dương tiền bối thâm hải lam tâm này Triệu Bằng lúng túng nói, muốn nói lại thôi. Sao vậy? Có chuyện gì sao? Từ Dương thản nhiên hỏi. Cái này, ta đã nói cần một mảnh lá cây Thâm Hải Lam Tâm, không biết. Triệu Bằng nhỏ giọng nói. Từ Dương cũng muốn giúp Triệu Bằng một chút, nhưng điểm Triệu Bằng muốn Thâm Hải Lam Tâm này, quả thực là đang nằm mơ. Cái này ngươi không cần suy nghĩ, ta nói thẳng với ngươi đi, nếu ngươi thật sự muốn ăn một đống lá cây của Thâm Hải Lam Tâm, ta sẽ lựa chọn để cho ngươi ngủ không tỉnh. chấm 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 Lời nói của Từ Dương không thể nghi ngờ là cho Triệu Bằng một đòn, hắn nhìn bộ dáng nghiêm túc của Từ Dương, liền biết được Từ Dương không phải đang nói đùa với hắn. Được rồi, đều là ca, lúc này Triệu Bằng có chút khóc không ra nước mắt, thế nhưng, ta biết rõ một ít biện pháp khác, có thể dựa vào mạng của phu nhân ngươi. Nếu ngươi tin tưởng, ngươi có thể để cho ta thử một chút. Còn người Triệu Bằng vừa mới ảm đạm xuống, lại sáng ngời lên, kinh hỉ hỏi Từ Dương, ngươi nói đều là thật sao? Ta lừa ngươi, có ích lợi gì cho ta? Từ dương nhàn nhạt hỏi ngược lại, trái tim triệu bằng vừa mới chết đi, lại giấy lên hy vọng lửa. Từ dương không để ý đến triệu bằng, dùng thần thức, thật cẩn thận câu thông đáy biển sâu lam tâm. Sau đó từ dương mừng như điên, lăng thanh thù bị cướp lăng lăng, trong thâm hải lam tâm, thật sự có linh hồn bạch liên tuyết. Nhưng khiến từ cương cảm thấy vô cùng lo lắng chính là linh hồn của bạch liên tuyết không còn lấy một cái, đã đến biên giới hồn phi phách tán. Đồ đệ à, là ta có lỗi với ngươi, từ dương nhẹ nhàng thở dài một tiếng cũng may bạch liên tuyết đều là linh hồn ký sinh trong thâm hải lam tâm chỉ cần thâm hải lam tâm không bị tổn thương linh hồn tàn phá của bạch liên tuyết sẽ không có việc gì nếu đã lấy được thâm hải lam tâm chúng ta đi lên trước đi từ dương thản nhiên nói hoàng thiên đồng tiêu cũng không sao chỉ là triệu bằng sắc mặt một cây đen kịt phi thường khó coi triệu bằng a ngươi không nên lo lắng ta còn có biện pháp khác có thể cứu phu nhân của ngươi từ Dương biết rõ tâm tình Triệu Bằng, nhưng mà để Từ Dương đem Thâm Hải Lam Tâm đưa cho Triệu Bằng, hiển nhiên là không thể, chỉ có thể lựa chọn an ủi hắn một chút. Kế tiếp, mấy người muốn bay ra khỏi vòng xoáy, chỉ thấy Từ Dương lấy ra một cái linh chu, ngồi lên, sau đó chậm rãi bay lên. Hoàng Thiên chứng kiến một màn này, khóe miệng nhịn không được run rẩy mấy lần. Hắn thật sự không hiểu, Từ Dương cũng quá giỏi, còn đang giả bộ luyện khí kỳ đây. Luyện khí kỳ có như vậy sao? hắn không khỏi hoài nghi thế giới. Mấy người rất nhanh bay ra khỏi vòng xoáy, nhưng vừa mới bay ra khỏi vòng xoáy, nhìn thấy bầu trời xanh thẳm. Đúng lúc này, đột nhiên, hai tu giả từ bên cạnh bay tới, một tay nhấc lăng thanh thù lên. Sau đó xẹt qua một đạo tàn ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Mấy tu giả động thiên kỳ này, chính là bốn tu giả động thiên kỳ vừa rồi ở dưới vòng xoáy kia. Từ dương nhìn phương hướng mấy người kia biến mất, tỏ vẻ hơi bối rối. Mẹ kiếp, mau đuổi theo. Từ dương kinh hãi thất sắc quát, vừa nói xong, từ dương liền điều khiển Linh Chu đuổi theo. Tuy tốc độ của Linh Chu đối với tu giả Nguyên Anh Kỳ đều là phi thường nhanh, nhưng trước mặt tu giả động thiên cảnh giới, đó là tốc độ như ốc sen. Tốc độ của bốn tu giả động thiên kỳ vừa rồi, lại càng nhanh hơn vài phần so với những tu giả động thiên cảnh khác. Tiểu Hữu ta cảm thấy, giờ phút này ngươi không nên giả bộ yếu đi. Hoàng thiên không nhịn được nói, ta giả cái con mẹ ngươi, ta thật sự không biết bay. Từ Dương tức giận nói, ngươi nhanh đuổi theo cho ta, sau này ngươi muốn ăn cái gì, ta sẽ làm cho ngươi. Từ Dương lớn tiếng nói, lăng thanh thù ngàn vạn lần không nên xảy ra chuyện gì, không cần vừa mới đem linh hồn tàn phá của hắn hai vạn năm trước phát đồ đệ bạch liên tuyết, lại tìm được lăng thanh thù. 86, dạ dạ lăng huyết huyết, tám chương đầu tiên, Hoàng Thiên nghe được lời nói của Từ Dương một giây đồng hồ, liền biến mất ngay tại chỗ, đuổi theo. Còn ngươi nữa, triệu bằng, nhanh lên, ngươi đuổi theo, ta trăm phần trăm đem phu nhân ngươi cứu sống. Một giây tiếp theo, triệu bằng cũng biến mất ngay tại chỗ. Từ dương đuổi theo khí tức lưu lại của những người kia, chậm rãi đuổi theo. Trong một góc vắng của Đông Sơn Hải, có một hòn đảo cực lớn. Hòn đảo này tên là Hải Ma Đảo, bởi vì phía trên có một tông môn đứng sừng sững, tên là Hải Ma Tông. Hoàng Thiên và Triệu Bằng một đường truy đuổi, liền truy đuổi tới Hải Ma Tông. Sau đó, bọn họ phát hiện, tình huống tựa hồ không thích hợp, mấy chục tu giả cảnh giới động thiên, bao vây bọn họ. Hừ, vừa rồi mấy người các ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Làm sao vậy, bây giờ không điên rồi, tu giả mới chỉ là động thiên kỳ tu giả hung tợn hướng trên mặt đất nhổ một ngụm nước bọt. Phía trước hắn còn có một tu giả động thiên hậu kỳ, một đầu tóc đỏ như máu, hai mắt trắng bệch, khóe mắt tràn ra rất nhiều sâu bọ màu đỏ tươi lớn chừng hạt gạo. Tướng mạo của người này, khiến người ta nhìn một cái, chính là muốn nôn ra. Hắn chính là tông chủ hải ma tông, dạ lăng huyết. Ha ha, dám cướp đồ mà hải ma tông chúng ta coi trọng, cũng không nhìn xem bản thân có bao nhiêu cân lượng. Tiếng nói huyết lăng khàn khàn, phảng phất như một mực mèo cào lên trên thủy tinh một cái, khiến cho người nghe tê cả ra đầu, cực kỳ không thoải mái. Triệu bằng gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng, thấp giọng nói với Hoàng Thiên, hiện tại chúng ta nên làm sao bây giờ. Hoàng Thiên mặc dù trong lòng cũng sợ run, nhưng biểu hiện ra ngoài lại phi thường bình tĩnh, khoác lác nói. Sợ cái gì, Đến một người ta giết một người, đến một đôi ta giết một đôi. Thế nhưng nơi này có chừng mấy chục cái a." À. Triệu Bằng khóe miệng đắng chát nói, hắn chết không sao cả, nhưng hắn chết rồi ai sẽ chiếu cố tới đạo lữ của hắn chứ? Bỗng nhiên, hắn nhớ ra Từ Dương cũng đang đi theo bọn họ đến, chỉ là tốc độ không nhanh bằng bọn họ mà thôi. Lúc này Triệu Bằng mới khám phá được dụng tâm hiểm ác của Từ Dương. Từ Dương cố ý chậm rãi đi ở phía sau, kỳ thật là bảo hắn và Hoàng Thiên ở phía trước gặp gỡ lôi Hiện tại bọn họ thành công xâm nhập khu vực sấm xét, mà từ dương phát hiện phía trước là khu lôi khu, đương nhiên sẽ không ngốc nghếch mà lập nên. Chắc chắn là cầm thâm hải lam tâm quay đầu bước đi. Về phần tên đồ đệ xui xẻo của từ dương, triệu bằng khóe miệng giật giật nụ cười cay đắng. Đối với một tu giả động tiên cảnh mà nói, một đồ đệ kim đan kỳ thì tính là gì? Triệu bằng quả thực hận nghiến răng nghiến lợi, ngay lúc này, dạ lăng huyết chậm rãi đi tới, nói. Thâm hải lam tâm ở trên tay ai, thành thành thật thật sao cho ta đi, ta có thể khiến các ngươi chết cũng thống khoái một chút, nếu không, ta cũng không ngại để các ngươi ở trong hải ma tông phát tẩy hồn trì của ta hóa thành cho tàn. Thâm hải lam tâm ở trên tay từ dương, không ở trên tay chúng ta. Triệu bằng nói, dạ lăng huyết có chút nghi hoặc hỏi, từ dương là ai, hắn ở đâu? Triệu bằng nhìn thấy hiện ra thần sắc tức giận, cắn răng nói. Từ dương ở phía sau, hắn bảo chúng ta đi trước đưa hắn đấu lôi, hắn núp ở phía sau, hiện tại phỏng trừng đã chạy rồi triệu bằng đô nói cũng đã nhận được sự khẳng định của bốn tu giả động thiên kỳ tông chủ hải ma tông nghe vậy trầm ngâm một chút sau đó nói đã như vậy hai người các người dẫn đường cho ta chiêu đãi từ dương nếu biểu hiện của hai người tốt ta có thể cho các ngươi một con đường sống triệu bằng hiện tại đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc hắn cho rằng từ dương cố chấp là lợi dụng hắn đem hắn coi là kẻ ngốc đến lửa gạt cho nên không chút do dự gật đầu nói được các ngươi đi theo ta hoàng thiên ở bên cạnh bình tĩnh hơn nhiều thấp giọng nói triệu bằng tiểu hữu a à, chỉ sợ ngươi có hiểu lầm ta tin tưởng tiểu hữu từ dương nhất định là một người chính trực không phải như ngươi nghĩ lăng thanh thù tuy bị tu giả hai động thiên gắt gao áp giải nhưng cũng nghe được đối thoại của triệu bằng và dạ lăng thanh huyết lăng thanh thù lắc đầu nháy mắt với triệu bằng nàng đương nhiên biết từ lão tổ tuyệt đối sẽ không vứt bỏ nàng muốn để triệu bằng bình tĩnh đáng tiếc triệu bằng hoàn toàn không nhìn thấy lăng thanh thù được ta mang các người đi tìm Từ Dương, Thâm Hải Lam Tâm ở ngay trên tay của hắn, Triệu bằng phẫn hận nói, ngay lúc này, nơi chân trời xuất hiện nhìn một điểm đen, từ xa đến gần, chậm rãi bay vào giữa đám người. Tất cả mọi người sợ ngây người, miệng há to có thể nhét một quả trứng gà. Tất cả mọi người đều cho rằng Từ Dương mang ta theo Thâm Hải Lam Tâm chạy, không nghĩ tới, Từ Dương rõ ràng còn chưa chạy. Việc này vượt quá dự liệu của mọi người, hơn nữa, càng thêm mấu chốt chính là từ dương không nhìn thấy tu giả động thiên như vậy sao? Sao còn bình tĩnh vọt vào, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung lên người từ dương, muốn nhìn xem rốt cuộc từ dương đang làm cái quỷ gì. Khổ khổ, ta cảm thấy để cho mọi người đợi lâu. Một tiếng ho nhẹ truyền đến, chỉ thấy linh thuyền rách dưới đứng ở bên cạnh hoàng thiên. Từ dương từ trong linh chu cẩn thận từng ly từng tí chui ra một cái đầu, sau đó vẻ mặt nịnh nọt nhìn hoàng thiên, nói. Hoàng thiên, bắt được ta rồi, ta không biết bay, rơi xuống thì lúng túng khóe miệng hoàng thiên co quắp một chút phi thường phối hợp mang theo từ dương từ dương chân đạp linh chu tay vịn hoàng thiên vẻ mặt u oán nói ta nói các ngươi chúng ta không thể chân đạp đất bằng nói sao ta sẽ không bay sao dạ lăng huyết nhìn từ dương tựa như vật sống khẽ nhíu mày hỏi tu giả động thiên kỳ bên cạnh hắn chính là từ dương không sai mấy tu giả động thiên kỳ kia sờ lên mồ hôi lạnh trên trán nói các ngươi là đồ ngốc à thâm hải lam tâm các ngươi làm sao để hắn có được. Nghe được lời khẳng định của bốn tu giả động thiên kỳ, dạ lang huyết thiếu chút nữa sặc chết. Bốn tu giả cảnh giới động thiên cũng cảm thấy vô cùng buồn bực, thâm hải lam tâm sao có thể để cho từ dương đạt được. Từ dương cũng không sợ, chúng ta không phải thua từ dương, mà là lão đầu bên kia. Bốn tu giả động thiên kỳ kia nói, ngón tay chỉ vào hoàng thiên. Dạ lăng huyết nhìn về phía hoàng thiên, chậm rãi đi tới, nói, hoàng thiên đúng không, người nghĩ xem phải chết như thế nào tuy rằng hoàng thiên trong lòng bồn chồn cảm thấy hôm nay muốn dặn dò ở chỗ này thế nhưng trên mặt lại không lộ ra chút nào hạ phong lời này của lão phu đã nghe vô số lần rồi còn không phải là sống tốt hay sao ngược lại nói với ta những người đều chết hết không biết các ngươi có thể trở thành người kế tiếp hay không từ dương hiện tại cũng không có tâm tư nghe khẩu pháo của những người này ánh mắt nhìn chung quanh rốt cuộc nhìn thấy lăng thanh thù chỉ thấy lăng thanh thù bị mấy người áp chế toàn thân không nhúc nhích được vẻ mặt thống khổ 87, chương 8 thứ 8 miểu sát, từ dương chứng kiến một màn này lập tức lửa giận trong lòng, cũng không nói nhảm, trong tay chợt lóe lên một đạo kiếm quang màu trắng, mang theo khí thế một đi không trở lại, đâm về phía đô tu giả động thiên kỳ kia. Tốc độ kiếm quang của từ dương cực nhanh, mấy tu giả động thiên kỳ kia chỉ kịp làm ra một ít phòng ngự đơn giản. Thế nhưng những thứ này đơn giản đều phòng ngự, làm sao có thể phòng ngự được kiếm quang của từ dương? Kiếm quang của từ dương mang theo khí thế lôi đình, như thể cắt giấy cắt nứt phòng ngự của bọn họ. Một giây tiếp theo, những tu giả động thiên kỳ kia liền biến thành một đoàn huyết vụ, tiêu tán giữa thiên địa. Trong không khí, mùi máu tanh nhàn nhạt phiêu tán. Lăng thanh thù, ta sẽ không bay, người tự tới đây. Từ dương giải quyết người trói lăng thanh thù, lại thấy lăng thanh thù ngây ngốc tại chỗ, không khỏi có chút lo lắng nói. Lăng thanh thù vẻ mặt bối rối lập tức phản ứng lại, bước tới, chạy như bay tới bên cạnh từ dương. Lúc này dạ lăng huyết rối loạn, vừa rồi hắn nhìn thấy, tiểu bối từ dương này vậy mà có thể miểu sát mấy tu giả động thiên kỳ. Đậu xanh, miểu sát tu giả động thiên kỳ, đây tuyệt đối không phải luyện khí kỳ. Dạ lăng huyết cảm giác vừa rồi hắn bị mù, rõ ràng không nhìn rõ ràng tu vi chân chính của từ dương, vẫn cho rằng từ dương chẳng qua chỉ là một con gà yếu ớt luyện khí kỳ. Hải ma tông lại tổn thất mấy tu giả động thiên kỳ. Nghĩ tới đây, hắn có chút đau lòng, giết hắn, dạ lang huyết phẫn nộ hét lớn một tiếng, tiếng khàn khàn kia khiến người ta buồn nôn, phảng phất như tiếng gầm của oan hồn địa ngục phát ra. Giết, những tu giả động thiên kỳ kia nghe tiếng gào thét của dạ, đủ loại chiêu thức từ trên tay bọn họ bay ra, đánh về phía dạ lăng huyết. Lập tức, thiên địa biến sắc, sấm sét vang dội, đại dương phía dưới, đều bởi vì linh khí ba động kịch liệt, nhấc lên sóng lớn cao trên gạo trắng. Mấy động thiên kỳ tu giả, đủ phiên giang đảo hải. Từ lão tổ, lăng thanh thù thấy cảnh này, sắc mặt biến đổi. Ngay cả sắc mặt của Hoàng Thiên cũng thay đổi mấy lần, mấy chục tu giả động thiên kỳ ngay cả cường giả cảnh giới nguyên thần chỉ sợ đều không thể đối phó được nhưng từ dương đối mặt với mười mấy tu giả động thiên kỳ lại ngay cả nhíu mày một chút môi son khẽ mở hai chữ chậm rãi từ trong miệng từ dương phun ra bình tĩnh giống như có chứa thiên địa pháp tắc hai chữ này rơi xuống những tu giả động thiên kỳ kia lập tức chấn động khí thế lập tức tiết đi một nửa chết từ dương lần nữa môi son khẽ mở vô số linh khí màu trắng bài sơn đảo hải bắn về phía những người kia linh khí của từ dương đều là linh khí luyện khí kỳ độ thuần khiết không cao nhưng số lượng nhiều không đếm xuể đền bù cho thế yếu của chất lượng giống như một giọt nước tốt không chút thu hút nhưng khi đầy đủ nước hội tụ thành biển là có thể phá vỡ thế giới từ dương đơn độc một luồng nguyên khí vô cùng yếu gà trong mắt những cường giả cảnh giới động thiên này tựa như là không khí vậy nhưng khi số lượng đủ nhiều ngay cả những tu giả cảnh giới động thiên cũng cảm thấy run rẩy. Phập, phập, ầm, một trận linh khí giao phong hỗn loạn, từng tu giả động thiên kỳ nối tiếp nhau, dưới linh khí cuồng bạo của Từ Dương bị hao tổn, hóa thành huyết vụ. Trước linh khí phong bạo của Từ Dương, những tu giả động thiên kỳ kia ngay cả năng lực giữ lại một thi thể hoàn chỉnh cũng không có. Rất nhanh, tất cả tu giả động thiên kỳ đều đã chết, chỉ còn lại một người là Dạ Lang Huyết. Nhưng mà, hiện tại Dạ Lang Huyết muốn tè ra quần rồi hắn nhìn thấy vẻ mặt Từ Dương không dám tin tưởng. Từ Dương cũng đưa mắt về phía hắn, dạ lang huyết cho Từ Dương cảm giác, phi thường quen thuộc. Nhìn dạ lang huyết một hồi lâu, rốt cuộc Từ Dương nhớ ra hắn là ai, khóe miệng không khỏi mang theo một nụ cười chiêu tức. Hai vạn năm, không nghĩ tới người còn sống, ta đoán huyết thần quyết của người nhất định đã luyện thành. Lúc dạ lang huyết nghe thấy huyết thần quyết, sợ hãi trong mắt càng lớn, toàn thân đều run rẩy vì sợ hãi. Ngươi là, ngươi là Từ Dương, dạ lăng huyết lớn tiếng kinh hô, tuy rằng hắn đã sớm biết trước mặt thiếu niên trước mặt này, tên là Từ Dương, nhưng hiện tại hắn biết rõ trong cái tên này đều có ý nghĩa chân chính. Ai, nhìn dáng vẻ của ngươi, nhớ tới ta, Từ Dương nhìn dạ lăng huyết, khóe miệng nở nụ cười chiêu thức càng thêm đậm. Dạ lăng huyết cười khổ, không phải hắn đã nghĩ ra, hắn chưa từng quên tên ác ma Từ Dương này. Dạ lăng huyết tự nhận, hắn chính là ác ma, nhưng trước mặt Từ Dương, hắn giống như một người trưởng thành đang cường tráng tới buổi tối hắn đều nhớ tới từ dương ác ma này nhưng mà chẳng phải hai vạn năm trước từ dương đã chết rồi sao bất kể những thứ này hắn chỉ biết hôm nay hắn chết chắc tiền bối ngài còn trẻ như vậy dạ lăng huyết cười khổ nói từ dương khẽ gật đầu hỏi người muốn biểu đạt cái gì dạ lăng huyết cười khổ một chút sau đó hỏi tiền bối bây giờ ta chỉ muốn hỏi một vấn đề rốt cuộc ngươi có tu vi thế nào ta biết hôm nay ta chết chắc rồi hiện tại ta chỉ muốn biết quấy nhiễu vấn đề cả đời của ta, tiền bối, rốt cuộc ngươi có tu vi gì? Kỳ thật ngươi đã sớm biết tu vi của ta, ta chỉ là luyện khí kỳ mà thôi, có gì hay mà nghi hoặc? Chẳng lẽ nói, đến lúc chết ta cũng không thể biết tu vi của tiền bối sao? Dạ lang huyết lầm bẩm có chút thất vọng, từ dương mặc kệ dạ lang huyết rốt cuộc thất vọng bao nhiêu, giơ tay lên là một đạo kiếm quang, vào tới dạ lang huyết. Hai vạn năm trước ta tín nhiệm ngươi, không nghĩ tới ngươi lại phản bội ta, ta tha cho ngươi một mạng, hôm nay ngươi lại lần nữa trêu chọc đến trên đầu ta vậy ngươi chuẩn bị chết đi từ dương nói xong kiếm quang đã đâm tới bên cạnh dạ lang huyết dạ lang huyết cũng không có bất kỳ chống cự nào có lẽ hắn biết từ dương muốn mạng của hắn chống cự cũng vô dụng ầm um, kiếm quang bắn lên người dạ lang huyết dạ lang huyết lập tức đầu thân chia lìa rơi xuống trong biển mấy chục tu giả động thiên kỳ ở đây rõ ràng lại bị một mình từ dương tiêu diệt tất cả mọi người sợ ngây người miệng há to có thể nhét vào một quả trứng gà đặc biệt là triệu bằng hiện tại hắn cảm thấy đầu có chút choáng váng vừa rồi hắn làm gì ngu xuẩn hiện tại hắn đặc biệt là từ dương không biết vừa rồi hắn nói gì nhưng mà ông trời phảng phất như thích cùng hắn nói đùa vậy từ dương chậm rãi quay đầu nhìn về phía triệu bằng triệu bằng lộ ra một tia nụ cười lúng túng nhìn về phía từ dương từ dương cũng lộ ra vẻ tươi cười nhìn về phía triệu bằng vừa nãy ta nghe ngươi nói rồi muốn mang theo những người này tới tìm ta phải không Triệu bằng cảm thấy hoa cúc căng thẳng, vừa rồi từ dương miểu sát những tu giả động thiên kỳ kia, đã để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Hắn biết, nếu hắn không giải thích rõ ràng, từ dương giết hắn cũng dễ dàng như giết gà con. 88, chấm chấm chấm, thành hà bát trương đông sơn thứ 8, đây là hiểu lầm, triệu nói, trên mặt tất cả đều là nụ cười gượng gạo. Thân thể đang run rẩy kia, bán đứng sợ hãi trong lòng hắn. Từ dương thở dài một tiếng, khoát tay áo, nói ta lý giải ngươi, những chuyện này không cần nói ta không biết gì cả lúc từ dương nói lời này ánh mắt chân thành nhìn không ra một hào nào giả dối từ dương thật sự không có ý định gây sự với triệu bằng triệu bằng mặc dù hiểu lầm hắn nhưng cũng coi như là một người tốt hơn nữa ở dưới loại tình huống này hiểu lầm cũng là có thể hiểu được nguyên do triệu bằng mừng đến phát khóc thiếu chút nữa đã muốn quỳ xuống tạ ơn rồi từ dương không để ý đến triệu bằng mà đem ánh mắt đặt ở bên trong hải ma tông trên hòn đảo Hải Ma Tông giờ phút này, loạn hết cả lên. Rất nhiều đệ tử Hải Ma Tông hỗn loạn, giống như một đàn kiến bị dọa sợ, chạy tứ tán. Vừa rồi, tất cả đệ tử Thiên Ma Tinh, chính mắt nhìn thấy bọn họ cao cao tại thượng, có thể so với tồn tại vô địch trưởng lão, bị một mình từ dương giết chết. Hải Ma Tông, xong đời rồi. Không muốn để cho đệ tử táng đô của Hải Ma Tông, đương nhiên là dốc hết toàn lực chạy trốn, giống như sợ sát thần từ dương này giết đến trên đầu bọn họ. Chân từ dương giẫm lên linh thuyền, chậm rãi đáp xuống quảng trường hải ma tông lập tức mấy giây trước quảng trường còn hối hả trong nháy mắt đã không còn một ai đệ tử hải ma tông phảng phất như tránh gặp phải ôn thần tránh né từ dương từ dương cũng không để ý đến những người này xoay chuyển ánh mắt tùy ý bắt lấy một đệ tử của hải ma tông hỏi nhà kho của hải ma tông các ngươi ở đâu tên đệ tử hải ma tông kia đều muốn tè ra quần chỉ vào một đại điện rộng rãi phía trước môi run run nói ngay trong đại điện phía trước kia từ dương ném tên đệ tử hải ma tông kia đi, đi vào đại điện. Vừa mở ra, quả nhiên là thương khố, đồ tốt không ít. Thêm cả những thứ trên thân tu giả động thiên kỳ mang theo, thu hoạch không ít. Từ dương tùy ý cầm lấy một thanh linh kiếm vuốt ve, trên mặt lộ ra ý cười. Đương nhiên, những thứ này là thứ yếu, từ dương đã lấy được thâm hải lam tâm, tìm được tàn hồn bạch liên tuyết, mới là thứ trọng yếu nhất. Từ dương lật lại hải ma tông một lần, có thể lấy đi những thứ có giá trị, toàn bộ mang đi. Sau đó từ dương ở hậu Sơn Hải Ma Tông, nhìn thấy không ít linh thú được nuôi dưỡng. Mấy thứ này là nguyên liệu nấu ăn hẳn là không tệ. Linh khí trên tay từ dương lóe lên, tất cả linh thú trong nháy mắt đã bị từ dương giết chết. Tùy ý nhóm một đống lửa, cho nên nướng vài cái, lập tức hương khí tỏa ra bốn phía. Hoàng thiên lão đầu, khứ giác nhạy bén, người thấy mùi, tự nhiên là lo lắng chạy tới. Hắc hắc, nhiều như vậy à, nhìn thấy linh thú nướng chín trồng chất như núi trước mặt, nước miếng hoàng thiên trong nháy mắt liền lưu lại. lần này tùy các ngươi ăn. hiện tại từ dương phi thường cao hứng, hào phóng hô to hoàng thiên cùng triệu bằng. hoàng thiên nghe vậy, ánh mắt lập tức liền thay đổi, giống như quỷ đói nhìn thấy được tuyệt thế mỹ nữ, không nhịn được nhào tới. triệu bằng vốn muốn cự tuyệt, bỗng nhiên hắn lắc đầu, cười khổ một chút, cũng buông xuống để phòng trong lòng học theo bộ dáng của hoàng thiên ăn như gió cuốn. cho dù hắn để phòng thì thế nào, nếu từ dương thật sự muốn gây bất lợi cho hắn hắn đề phòng cũng không có tác dụng gì. Như vậy còn không bằng buông xuống đề phòng trong lòng, cùng từ dương quen biết một chút. Tuy rằng đồ ăn trong miệng vô cùng ngon miệng, nhưng triệu bằng vẫn có tâm sự trùng trùng, ăn cũng như thịt băm. Phu nhân của ngươi, ta tự nhiên có biện pháp giải cứu. Tiền bối, người nói là thật sao? Triệu bằng nâng mắt, nhìn về phía từ dương, trong con người tràn đầy thần sắc hy vọng. Ta kể cho ngươi nghe như vậy, trong thâm hải lam tâm, có một sợi tàn hồn của đồ đệ ta, thâm hải lam tâm bị thương mảy may, đồ đệ kia của ta sẽ tan thành mây khói. Cho nên, thâm hải lam tâm có chủ ý, các ngươi cũng không cần đánh. Hiện tại ai làm đồ đệ của ta bị thương, ta không ngại để thiên hạ chôn cùng. Nghe đến đó, triệu bằng trong mắt một trận thất lạc. Nếu như thâm hải lam tâm đối với từ dương trọng yếu như vậy, chuyện hắn muốn lấy một mảnh lá cây của thâm hải lam tâm để đi cứu đạo lữ của hắn đương nhiên là không có hy vọng. Ta đã nói, phu nhân ngươi, ta có biện pháp cứu sống, điểm này ngươi không cần lo lắng từ dương thấy triệu bằng cau mày vừa cười vừa nói tiền bối vì sao muốn giúp ta triệu bằng xoắn suýt cả buổi rốt cuộc vẫn cắn răng vẻ mặt thấp thỏm hỏi không sai triệu bằng cẩn thận nghĩ cách cùng từ dương quen biết hai ngày hắn căn bản không có giúp được gì cho từ dương hiện tại hắn có chút nghi hoặc vì sao từ dương lại giúp hắn ha ha cũng bởi vì ta bị ba tên nguyên anh kỳ kia đánh cướp nguyên anh ngươi khởi hành đi đến phía trước điều này cũng đủ rồi chớ đừng nói chi người cung cấp vị trí cụ thể của thâm hải lam tâm cái này ta còn không có hảo hảo cảm tạ ngươi từ dương nghe vậy vừa cười vừa nói chỉ là tiền bối phu nhân của ta bị thương rất nặng chỉ sợ không dễ chữa chị a lông mày triệu bằng nhíu lại lần nữa kỳ thật tình huống thật sự so với triệu bằng nói còn nghiêm trọng hơn nhiều phu nhân của hắn không phải bị thương rất nặng chỉ là chết rồi thân thể còn không mát lạnh mà thôi còn có một sợi tàn hồn ngoài ý muốn bảo lưu lại trong cơ thể nếu vậy nhanh đi xem phu nhân của ngươi đi từ dương cúi đầu trầm ngâm một hồi sau đó nói lần này từ dương cũng mặc kệ thề son sắt vỗ ngực mình nói nhất định có thể chữa khỏi vạn nhất triệu bằng là một người điên cho hắn một người chết đã nghiêm trọng đến tức giận coi như là từ dương cũng không cứu sống được a à. rất nhanh linh thú từ dương nướng đã ăn xong kế tiếp chính là đi cứu phu nhân triệu bằng về phần bạch liên tuyết hiện tại còn tồn tại trong lòng yêu thương lam tâm trong thời gian ngắn không có vấn đề gì hơn nữa coi như từ dương muốn cứu bạch liên tuyết hiện tại cũng không phải lúc hiện tại bạch liên tuyết chỉ có một tia tàn hồn nếu từ dương mù quáng thao tác bạch liên tuyết vô cùng có khả năng sẽ tan thành mây khói triệt để tiêu tán trong thiên địa thân xác linh dược tẩm bổ sinh hồn từ dương cũng vậy hiện tại cũng chỉ có thể để cho bạch liên tuyết tiếp tục yêu thương lam tâm bây giờ trước tiên suy nghĩ một chút xem nên cứu triệu bằng thế nào đã đúng rồi, phu nhân của ngươi, bây giờ ở đâu, chúng ta muốn đi, nếu chúng ta muốn đi, thì thời gian của Từ Dương không bao lâu. Từ Dương đột nhiên hỏi, vấn đề này phi thường mấu chốt, nếu ở xa, chỉ sợ còn không chờ bọn họ đến, phu nhân triệu bằng sẽ lên Tây Thiên. Tiền bối, không xa, chỉ có Đông Sơn Quận, đại khái chỉ có ba ngày lộ trình. Vậy được, Từ Dương gật gật đầu, nhưng mà, chờ triệu bằng đến quận thành Đông Sơn, lại là sau 20 ngày. Bởi vì, triệu bằng nói ba ngày, là dùng tốc độ của tu giả động thiên kỳ phi hành tính toán. 89, chương thứ mộ phụng tế là Tu, triệu bằng cứu vợ rất nóng lòng, trong cơn thịnh nộ bổ ra trưởng phong mạnh mẽ, oanh bay trưởng lão đồ tâm giáo trước mặt từ dương ra ngoài. Hậu sinh khả úy, mấy người các ngươi đến từ ngoại vực, đều không phải là nhân vật đơn giản. Bất quá đáng tiếc, dám đến đồ tâm giáo chúng ta làm càn, cho dù là thiên vương lão tử, cũng phải đem mạng ở đây. Mà đầu tóc trắng đột nhiên phát ra một tiếng gầm giận dữ, khí tức ba động cường đại lai động toàn bộ tông đường đồ tâm giáo. Rất nhanh, trong ngoài tông đường đồng thời bay ra 10 cường giả nguyên anh đỉnh phong, ai cũng mặc trường bào màu đen, đều là nhân vật cấp trưởng lão tu luyện công pháp nội môn của đồ tâm giáo, vây lấy ba người từ dương. Vừa mới chỉ là thức ăn khai vị, hiện tại đã nhìn rõ ngọn nguồn của các ngươi, trò chơi hành hạ đến chết chính thức liền bắt đầu. Bạch phát ma đầu âm lãnh cười, lại bị hoàng thiên lão nhân nhổ một ngụm đờm xuống mặt. Ta nói lão đầu tóc bạc phế vật này, ban ngày cũng mẹ nó nằm mơ ở đây. Lão tử ghét nhất loại phế vật như ngươi cũng không phải đánh nhau cũng không phải đánh người liều mạng nhiều còn không quên giả bộ. Hoàng thiên vừa mở miệng pháo, người bình thường cũng không thể đỡ được, chứ nói chi là người mặt mũi như bạch phát ma đầu trước mặt, trước mặt nhiều thủ hạ của mình bị Hoàng thiên làm nhục như vậy, hắn tuyệt khó có thể nuốt xuống cơn tức này. Bày trận, xé nát ra hỏa không biết sống chết này cho ta, lãnh lệnh vừa ra, hơn 10 đạo quang ảnh đồng thời lóe lên, dưới chân đồng thời sáng lên trận trận quang diễm màu đỏ thấm, từ dương bên này đi lên ba cường giả nguyên anh, triệu bằng trước mặt khoa trương một chút, vọt thẳng lên bảy tám người, hoàng thiên đãi ngộ cao nhất, bản tôn ma đầu trực tiếp giáng lâm, tính tự mình vạch trần lão ra hỏa nhục nhã mình này. a à, cuối cùng cũng thấy lợi ích luyện khí cảnh, đánh lên có thể tiết kiệm chút khí lực. Từ dương khẽ cười một tiếng, một bàn tay lớn đập nát tên trưởng lão đồ tâm giáo còn trẻ tuổi trước mặt. Cái gì, bạch phát ma đầu kinh ngạc một cái chớp mắt, trong khái niệm của hắn, tu sĩ luyện khí cảnh không có lực bộc phát khủng bố như vậy, nhưng sự tồn tại của Từ Dương, bản thân đã phá vỡ cực hạn nhận thức của hắn. Triệu băng, cẩn thận một chút, công pháp của những người này rất đặc thù, có thể ngăn trở khí huyết vận chuyển. Từ Dương không chút biến sắc quan sát đối thủ một lượt, rất nhanh nhìn ra đặc tính công pháp của đám trưởng lão đồ tâm giáo này. Hừ, xem ra người mới là hạch tâm trong ba người này, có chút ý tứ. Đồ chó ngốc, ai nói cho người biết đánh nhau với ra người còn có thể xem thường. Bốp, một tai to của Hoàng Thiên văng ra ngoài, không sai không sai đánh vào trên mặt bạch phát ma đầu, làm cho lão giả này mắt nổ đom đóm, theo bản năng bay ra sau mấy chục thước. Khốn kiếp, ngươi dám đánh mặt ta, trên mặt trưởng ấn màu máu này nhìn người phần buồn cười, Hoàng Thiên tựa hồ rất hài lòng với kiệt tác của mình, làm một cái mặt quỷ với ma đầu tóc trắng. Lão tử xem ngươi là vinh hạnh của ngươi, nếu như là trước kia, ngươi bây giờ ngay cả xương cốt cũng không còn. Lời này của Hoàng Thiên cũng không phải đang khoác lác nhưng nội tình của hắn rốt cuộc đạt đến trình độ nào từ dương cũng không dám dễ dàng đưa ra phán đoán nghe kỹ cho ta ai có thể gỡ xuống bất kỳ đầu người nào trong ba người bọn họ ông đây tiến cử hắn làm hộ pháp không hề nghi ngờ đây đã là điều kiện tốt nhất để vị ma đầu tóc trắng này có thể đưa ra hiện tại trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ chính là đem ba người trước mặt này băm thây vạn đoạn từ dương lạnh lùng cười cười trước mắt hắn ma đầu tóc trắng này bất quá chỉ như một con kiến hôi nhưng hắn cũng không dễ dàng chém giết hắn như vậy bởi vì từ dương rất rõ ràng, sau lưng đồ tâm giáo hẳn là còn có một cái cuối cùng, đang chờ đợi mình. Vậy bây giờ chính thức bắt đầu trò chơi rồi, từ dương vừa dứt lời, phất phất tay về phía trước, lăng lệ ác liệt tùy ý bộc phát. ầm 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 trong chốc lát toàn bộ cửa vào tổng đường đồ tâm giáo, hiện ra vô số kiếm quang lăng lệ ác liệt, phát ra lực áp bách vô cùng lớn với những trưởng lão đồ tâm giáo chung quanh. Giờ khắc này, phảng phất như tất cả năng lượng của toàn bộ thế giới đều bị từ dương tùy ý điều động trong lòng bàn tay, Mỗi một lần hắn làm ra động tác không giống nhau, trong thiên địa đều có ba động linh lực cường đại không gì sánh được, cùng nghênh đón. Cái gì? Đây thật sự là lực lượng của một gia hỏa luyện khí cảnh nắm giữ sao? Trời ơi, sau khi nhìn thấy một loạt động tác của Từ Dương, tất cả các trưởng lão Đồ Tâm giáo ở hiện trường đều trợn tròn mắt, bao gồm cả ma đầu tóc trắng lúc trước còn tự cho mình là đúng, bọn họ đều đang nghi ngờ Từ Dương là người của thế giới này sao? Quả thực cường đại như một quái vật, nhưng mà những thứ này còn không phải là tệ nhất khi bọn họ cho rằng đây đã là lực lượng mạnh nhất của Từ Dương, lại có một luồng khí thức cường đại hơn chống giống hàng lâm. Băng tuyết phong thiên, trong tích tắc, tất cả linh lực trong không khí hoàn toàn biến thành băng vụn màu lam, dưới sự điều động của Từ Dương, Từ Hư không hàng lâm một đạo, không thể kháng cự phong ấn băng tuyết, trong nháy mắt liền phong ấn hoàn toàn công pháp của các đại trưởng lão đồ tâm giáo. Ha ha ha, Từ Dương thật là của ngươi nha, làm sao ngươi biết công pháp của những người này sẽ bị lực lượng thuộc tính băng tuyết khắc chế hoàn toàn, triệu bằng vốn phải đối mặt với áp lực tấn công thật lớn nhưng lúc này hắn đã hoàn toàn từ trong trạng thái khẩn trương khôi phục nhẹ nhõm từ dương khẽ cười một tiếng nói rất đơn giản bản chất của máu là nước mà lực lượng băng phong chính là ứng phó hoàn mỹ nhất đối với công pháp thủy thuộc tính chỉ cần phong ấn lực lượng huyết ma của bọn họ những người này sẽ giống như phế vật thật sự không có bất kỳ năng lực nào chống cự đáng chết công pháp của chúng ta đã không thể dùng rồi hộ pháp đại nhân chúng ta nên làm gì bây giờ Thỉnh giáo chủ xuất hiện sao? Ma đầu tóc trắng hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt lập tức tràn ngập ra huyết sắc quang mang, hắn cũng chính là người đầu tiên đột phá đạo Băng Tuyết phong ấn này trước tiên. Nếu Đồ Tâm giáo chúng ta không ngăn được ba người lương trử này, còn có mặt mũi gì mà đứng ở Đông Lăng? Kết Đồ Hồn đại trận, một chỉ của ma đầu đâm vào mi tâm của mình, mạnh mẽ vắt ra một đạo bản nguyên chân huyết ngưng tụ trong lòng bàn tay, bỗng nhiên vỗ xuống mặt đất. Ầm ầm, sóng ánh sáng màu máu cường đại khuếch tán ra mà đầu tóc trắng giải trừ phong ấn trên thân đám trưởng lão động thiên cảnh. Cùng lúc đó, bởi vì một đạo bản nguyên chân huyết này quán chú, tựa hồ trong cơ thể các trưởng lão một cỗ lực lượng ngủ say đặc thù cũng đã hoàn thành kích hoạt. Mà đây lại là trung tâm then chốt thúc dục đồ hồn tuyệt trận. Giống giống, bọn trẻ đây là muốn chơi thật, có chút y tứ. Hoàng thiên vẻ mặt tán mạn cắn hạt dưa chiêu đùa, tựa hồ một chút cảm giác nguy cơ cũng không có. Chỉ là ba người, đối mặt với 10 cường giả động thiên cảnh vây công, còn có thể khí định thần nhàn như vậy. Tự tin vi phạm lẽ thường như vậy thật khiến người ta phát điên. Nhưng đợt tấn công này, đám trưởng lão Đồ Tâm giáo cầm đầu Bạch Phát Ma Đầu đánh cược toàn bộ. Ầm, um, tiếng nổ vang trùng thiên giữa không trung, một đạo khô lâu màu máu to lớn chừng mấy chục trượng chậm rãi ngưng hiệt, so với đồ đằng Bạch Phát Ma Đầu trước đó phóng ra mạnh hơn mấy lần. Lấy huyết hồn ta, phụng tế tu la. Chương thứ 90, toàn bộ hội trưởng lão đã bị diệt sạch. Sơn Hà nhuộm máu luyện ngục do xương khô đắp thành khi bộ xương màu máu to lớn từ từ sinh ra toàn bộ chiến trường tổng đàn đồ tâm giáo to như vậy hoàn toàn bị nhuộm thành một mảnh huyết hồng đáng sợ hơn chính là mỗi một phong hồn tại nơi này đi về hướng tịch diệt đều sống lại dưới cảm triệu của huyết sắc khô lâu hóa thành từng đạo âm linh từ bốn phương tám hướng tuôn về phía ba người từ dương từ dương tuấn lãng vẫn không mất đi một bộ khí phái tông sư trong lúc giơ tay nhấc chân một phần bình tĩnh thong dong trước sau không bị dao động bình tĩnh quan sát hết thảy không gian chung quanh, mỗi một đám huyết vụ xen lẫn trong không khí, giống như phát họa lấy một tấm lưới thôn vệ linh hồn. Thì ra là thế, khóe miệng từ dương tự tin lên, xem ra rõ ràng là có phát hiện. Ta nghĩ, ta đoán được bọn họ đã lấy đi mục đích căn bản của những thi thể này. Công pháp của những người này là thông qua thôn vệ huyết mạch lực thể chất khác nhau để tiến hành cường hóa, có được huyết thể chủng loại càng nhiều, công pháp có thể sinh ra năng lực thôn vệ tự nhiên càng mạnh, hiện tại ta hầu như có thể kết luận nhục thân thê tử của ngươi ngay trong suy tâm giáo triệu bằng nghe xong lời này của từ dương chiến ý trong nháy mắt tăng cao mấy lần đón không trung gầm lên giận dữ cả người như một con sư tử cuồng phong hướng về phía đám người đi chết đi cho ta ầm ầm trong lúc đưa tay hai tay triệu bằng dâng lên quang mang linh lực sáng trói không gì sánh được đánh ra một đạo kiếm quang to lớn bổ nát một trong những trưởng lão đồ tâm giáo ngay tại chỗ nhưng bọn họ rất nhanh phát hiện trong thân thể vỡ nát này chảy ra huyết mạch, lại cấp tốc đền bù toàn bộ không gian pháp trận, bổ sung đủ nhu cầu pháp lực của những người khác. "Giống giống, pháp trận này đích xác có chút ý tứ a, có thể chỉnh hợp huyết mạch lực thể chất khác biệt hóa cho mình sử dụng." Hoàng Thiên vỗ vỗ tay, tựa hồ nghiêm túc hơn so với trước vài phần. Triệu Bằng không thể nghi ngờ là tâm tình ba người trong đó rõ ràng nhất, cũng là người cấp bách muốn kết thúc trận đối thủ này, từ đầu đến cuối duy trì tập trung cao độ tìm kiếm sơ hở của đối phương. "Ha ha ha." thật đáng tiếc thông báo cho các ngươi, Tula la chi lực đã bị dẫn động, các ngươi đã mất đi cơ hội phá tan trận này lần cuối, chờ đợi vận rủi trong cơ thể các ngươi, chỉ có lực lượng huyết mạch trong cơ thể bị rút sạch. Bạch phát ma đầu cuồng tiếu không ai bị nổi, đã bắt đầu sắm vai người khống chế. A, à, tu la, ngươi có thể còn không rõ lắm, ở tề châu chúng ta, không có ai thờ phụng lực lượng của quỷ thần đến từ địa ngục. Chỉ có người còn sống, mới có tư cách khống chế tất cả, gửi gắm hy vọng vào vong linh, sẽ chỉ làm cho các ngươi càng thêm đáng thương lời nói của từ dương rơi xuống đất một bước lên trời cả người hoàn toàn đặt mình ở vị trí trung tâm của sóng biển màu máu nồng đậm nhất mặc cho những khí thức huyết mạch thôn vệ lực cực mạnh này ôm lấy mình oa lão ca ngươi làm gì vậy triệu bằng hoàn toàn bị dọa đến choáng váng vẻ mặt khó tin nhìn từ dương thật tình không nghĩ tới hắn sẽ dùng phương thức tác chiến như vậy chủ động đưa mình vào trong biển máu này chỉ có thật sự để cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng mới có thể ngăn cách khí tức cùng huyết mạch chi lực những vong linh này ra, từ đó phá giải trận này. Không nói đến thực lực, chỉ riêng lịch trình sinh mệnh 10 vạn năm của Từ Dương, lịch duyệt tích lũy được căn bản không phải thứ mà bất luận kẻ nào trước mặt cũng có thể so sánh. Trong chốc lát, thân thể Từ Dương biến thành một vòng xoáy cuồng bạo khí tức hỗn loạn, giống như điên cuồng cắn nuốt lực lượng huyết mạch xung quanh, làm toàn bộ lực lượng huyết dịch dựa vào vào cơ thể mình ngưng tụ ngược lại. Cái gì? Hắn, làm sao làm được? Mà đầu tóc trắng lập tức luống cuống hắn còn chưa từng tăng thêm tu sĩ luyện khí cảnh bá đạo như Từ Dương. Tiểu tử, người đang tìm đường chết sao? Từ Dương mỉm cười, chính xác mà nói là, nhưng chữ chết còn cách ta rất xa. ầm ầm, vòng xoáy ngưng tụ đến giá trị ngọn núi, bản thân Từ Dương trở thành một quả cầu ánh sáng màu máu cực lớn, đúng là lấy sức một người, đồng thời tập kết tất cả khí thức âm linh bị huyết quang bao phủ phía dưới. Mất đi vô tận âm linh bổ sung, các trưởng lão đồ tâm giáo chủ trước mặt tự thân chảy xuôi huyết mạch chi lực, căn bản không đủ để vây khốn Hoàng Thiên cùng Triệu Bằng. Chính là lúc này, Triệu Bằng vô cùng bá đạo đánh ra một quyền kinh, đồng thời vỡ nát hai đại đồ tâm giáo trưởng lão trước mặt, một khắc chấn vỡ nguyên thần hai người, huyết quang đại trận xuất hiện lỗ thủng chí mạng. Hắc hắc, tới ta, Hoàng Thiên cười hì hì vỗ tay, thân hình hóa thành một đạo quang ảnh như quỷ mị, trong nháy mắt nhào tới trước mặt ma đầu tóc trắng. Tiểu nhị, nửa bên mặt mày ánh sáng này có trưởng ấn không thích hợp lắm, thưởng cho ngươi một cái nữa. Bốp, lần này Hoàng Thiên đã dùng tới 10 phần khí lực, một bàn tay to lớn vô cùng đánh về phía mặt ma đầu, nhưng thấy một đạo phi quang hiện lên, một cái đầu lâu tóc trắng trực tiếp bị Hoàng Thiên quất bay ra ngoài, cùng nhục thân chia lìa vẫn lạc ngay tại chỗ. Hộ Pháp, chúng trưởng lão hoàn toàn ngây người, nếu như vừa rồi đại trận sinh ra lỗ hổng còn không khiến bọn họ buông tha, nhưng giờ khắc này, khi bọn họ nhìn thấy đường đường là đại hộ Pháp bị lão này đùa nghịch bỗng đập không còn hạt dưa, Đáy lòng trực tiếp nguội lạnh hơn phân nửa, đâu còn có thể có nửa điểm chiến ý. Mẹ nó, ba tên này, một tên còn mạnh hơn một tên trước. Làm sao bây giờ, còn có thể làm sao? Thu công, trốn đi, cái gì? Ba ra hỏa cảnh giới tốt xấu lẫn lộn, đuổi sáu bảy cường giả động thiên cấp chạy. Một màn khó tin như vậy thật sự bị ba người từ dương biến thành hiện thực. Muốn chạy, thật xin lỗi, các người đã không có cơ hội này, trò chơi kết thúc rồi. Từ dương khẽ cười quanh thân bao phủ lực lượng huyết mạch vô tận được hắn dùng đại pháp lực hoàn toàn ngưng tụ trong lòng bàn tay sau đó tung tình về phía dưới ầm ầm lực lượng rung động rung động cấp độ sụp đổ chút xuống chỉ trong nháy mắt năm sáu cao thủ động thiên cảnh trước mặt chạy trốn tứ tán tất cả đều bị chấn nát thành một đám xương máu biến mất trong tầm mắt rất nhanh màn sáng màu máu ngưng tụ trên đỉnh đầu hoàn toàn biến mất không khí lại trở nên thanh tân nhưng trên dưới toàn bộ chiến trường đồ tâm giáo lại là một mảnh sơ sắc tiêu điều vắng lặng đến trong xương. Báo, nội đường, mấy giáo chúng đổ tâm quỳ trước bóng lưng một tráng hán cao 2 mét, trên mặt tràn ngập hoảng sợ và rung động. Khởi bẩm giáo chủ, phía ngoài xuất hiện ba vị khách không mời mà đến, chém giết đại hộ Pháp và các vị trưởng lão. Cái gì, đại hán bỗng nhiên xoay người lại, trên mặt đều là vẻ khiếp sợ không thể tưởng tượng nổi, chỉ thấy trên mặt trái hắn tuyên khắc một vết sẹo. Trong mắt trái tương ứng tràn ngập quang mang băng lam. Ta biết ngay, nữ nhân nửa chết nửa sống này là một phiền toái bất quá không có biện pháp, thứ tốt thu hoạch, cũng phải trả một cái giá lớn, chỉ cần có thể thôn vệ huyết mạch của nàng, băng thiên ma công của ta đại thành, liền có hy vọng đột phá cực hạn động thiên. Tiểu nhị, nhanh như vậy, bắt đầu tính toán mục tiêu của đời sau mình. 90. Hồn phách cốt nhận của chương chương thứ 10.000 Phanh, cánh cửa nội đường cực lớn bị một cỗ ngoại lực toàn bộ nứt vỡ, hơn 10 đệ tử đồ tâm giáo kêu thảm thiết bay ngang ra ngoài. Bước chân ba đại lão không được chỉnh tề đi vào, nhìn thế nào cũng không giống phong cách của cùng một đoàn đội, trái ngược cực lớn lại mang đến cho đám giáo đổ đồ tâm giáo lực áp bách khó hiểu. Cái gì, luyện khí cảnh, không ít nhanh vuốt bên người giáo chủ tỏ vẻ che mắt, từng người ánh mắt sững sờ nhìn từ dương không nhịn được bắt đầu nghị luận. Ba người giết chết trưởng lão và đại hộ pháp thật sao? Một lão ngoan đồng, một người ngây ngốc, còn có một người nhìn như thế nào đều là tiểu bạch kiểm ra hỏa luyện khí cảnh đánh tương. Tổ hợp kỳ lạ như vậy, có thể đường đường đồ tâm giáo dục thành bộ dạng này, khó có thể tưởng tượng. Giáo chủ biểu thị không chút hốt hoảng, vẫn như cũng ngồi xếp bằng trước một quan tài điều tức ngồi xuống, nhắm mắt ngưng thần. Xung quanh hắn, mười mấy cây đèn thủy tinh màu băng lam tản ra đạo đạo hàn khí, như là mùi hương nồng nặc bao phủ quanh thân thể. Người tới là khách, các huynh đệ, chiêu đãi mấy vị khách nhân này cho tốt, không cần để ta thất vọng a. À? Giáo chủ đột nhiên nhảy ra một câu như vậy, ngược lại khiến Từ Dương hơi nhíu mày làm lão đại gọi thuộc hạ không có ý nghĩa chịu chết điều này cũng không hiếm thấy chỉ là đám pháo hôi này đã không còn chiến tâm bình quân chỉ có trình độ kim đan cảnh sao có thể ứng phó được đối thủ mà ngay cả những trưởng lão động thiên cảnh cũng không ngăn được dụng ý của giáo chủ khiến từ dương bách tư không có cách giải nhưng rất nhanh đáp án được công bố ầm 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 đột nhiên đồ tâm giáo chủ chắp tay trước ngực một luồng hào quang vàng kim từ từ tỏa ra từ lòng bàn tay hắn bản thể phản chiếu ra một pháp khí hoa sen màu vàng Pháp bảo này vừa ra, tất cả băng tinh chung quanh đồng thời nứt vỡ, khí tức băng hàn cực kỳ lạnh thấu xương nhanh chóng tràn vào trong cơ thể giáo chủ. Cùng lúc đó, quan tài sau lưng bắt đầu tràn ra từng đạo huyết khí giống như bọt nước, chính là huyết mạch chi lực băng thuộc tính trong cơ thể thê tử triệu bằng hậu bị hấp thu từng chút một vào bên trong hoa sen màu vàng kia. Tên khốn, người muốn làm gì? Triệu bằng thấy thế lập tức có chút trí khí thạch nhạc, trong cơn tức giận bước về phía trước, kiếm lực hai tay chấn động, trong nháy mắt mười mấy giáo đổ chung quanh sụp đổ, xương máu tung bay phun đầy thân mình con người từ dương chấn động vội vàng mở miệng nhắc nhở cẩn thận không được để cho vết máu tới gần hắn nhưng triệu bằng lúc này nghe người khác chỉ điểm chỉ biết nhắc binh khí tùy ý cuồng sát một trận vì cứu viện ái thê của mình mà phát tiết lửa giận cuồng bạo ha 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 hoan nghênh đến cánh cửa địa ngục giáo chủ đồ tâm thiên đột nhiên mở mắt mắt trái màu lam băng mắt phải đỏ như máu hai bên là lực lượng âm dương gắt gao khóa chặt thân thể triệu bằng những xương máu nhiễm trên người hắn ngược lại trở thành gông xiềng trói buộc hành động của hắn. Mà đây cũng là nguyên nhân căn bản khiến Từ Dương cưỡng chế hắn ngừng hành động, cũng là cái giá phải trả cho cái mạng của những giáo đồ chung quanh. Không, Triệu Bằng lập tức kinh hoàng, hắn phát hiện lực lượng phong ấn cực mạnh này nhanh chóng du tẩu vào toàn thân mình, như một tấm lưới lớn, thuận theo mỗi một mạch máu kinh mạch của mình tùy ý leo lên, phong bế toàn bộ lực lượng của hắn. Huyết mạch chi lực thê tử ngươi sẽ trở thành gông xiềng giam cầm sinh mệnh lực ngươi trước khi sinh mệnh lực của nàng bị ta đoạt hoàn toàn, người sẽ lâm vào ngủ say. Thanh âm thẩm phán bình thường của giáo chủ lần nữa buông xuống, lạnh lẽo quanh quẩn trên không toàn bộ nội đường, triệu bằng cũng dưới thanh âm có ma lực này dần dần nhắm mắt lại rơi vào ngủ say. Hoa sen màu vàng lơ lửng trên đỉnh đầu triệu bằng, giống như một đạo lợi khí chấn hồn áp chế đến. Kể từ đó, hai vợ chồng này đều trở thành khôi lỗi thủ hạ của đồ tâm giáo chủ. Đại lão, người nói xem, tên này rốt cuộc đang làm trò gì vậy? hoàng thiên biểu thị có chút không hiểu con đường của vị giáo chủ này hao phí khí lực lớn như vậy rốt cuộc muốn làm gì ngoại nhân bọn họ biểu thị vẻ mặt mơ hồ từ dương ngưng trọng mở miệng nếu ta đoán không sai huyết mạch triệu bằng chính là chất xúc tác tốt nhất đối với trí âm thể của thê tử hắn ma đầu này muốn đạt được huyết mạch trí âm lại không hao tổn mệnh nguyên của bản thân chỉ có trả giá bằng hy sinh triệu bằng dùng máu của hắn làm chất dẫn mới có thể đem mệnh nguyên trí âm thể nạp vào thể nội Hoàng Thiên sờ sờ cầm suy tư, nếu đã như vậy, chúng ta chỉ có thể giết chết tên to con này trước. Từ dương gật đầu, điều kiện tiên quyết là, không thể đánh nát đạo kim liên kia, nếu không triệu bằng và thê tử của hắn sẽ vĩnh viễn không thể thức tỉnh. Yên tâm, có ta ở đây, sẽ không có vấn đề gì, chuyện đánh nhau giao cho ngươi. Đừng nhìn Hoàng Thiên bình thường không có chính hình, một khi nghiêm túc lên, gia hỏa này chính là tồn tại cực độ khủng bố. Vèo, mấy cái lắc mình như quỷ mị phóng tới bản thể triệu bằng, tự mình chấn thủ đạo kim liên này, đồ tâm giáo chủ cũng không ngăn cản Hoàng Thiên, mà cười lạnh một tiếng trực tiếp rơi xuống trước mặt Từ Dương. Lực lượng bàng bạc thẩm thấu vào cơ thể, tạo thành một mảnh sóng biển. Ta mặc dù không rõ tại sao ngươi chỉ có tu vi luyện khí cảnh, nhưng ta có thể cảm nhận được, trong cơ thể ngươi ẩn chứa nội tình hùng hậu như đại dương không thấy đáy, chỉ có chinh phục ngươi, ta mới có tư cách hưởng thụ hết thảy. Phán đoán của ngươi là chính xác, từ dương cười nhạt nói, bất quá đáng tiếc chính là, chinh phục ta, là hy vọng xa vời người vĩnh viễn không thể thực hiện ta và ngươi vốn nên sống ở hai thế giới ha 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 trong mắt ta ngươi nên sống ở minh giới giống như những âm linh đã vẫn lạc ở đồ tâm giáo kia làm một cô hồn dã quỷ du đáng chung quanh như thế nào từ dương không nói nhiều lời chỉ là lấy nụ cười lạnh lùng làm phản hồi trong lúc giơ tay một cỗ lực lượng kinh khủng đủ để đập nát sơn hà đánh về phía giáo chủ chút tài mọn âm dương đồng tử của đối phương sát ý vô cùng tả trưởng huyền băng hữu trưởng huyết phụ hợp hai làm một, đẩy ra một bức tường băng màu đỏ, hoàn mỹ ngăn cản thế tiến công của Từ Dương. Động thiên đỉnh phong, thực lực vẫn là không tệ, Từ Dương tán thành nhất định đối thủ, bởi vì động tác vừa rồi của hắn, có thể dễ dàng tiêu diệt hộ pháp tóc trắng bên ngoài, nhưng trước mặt giáo chủ, lại không thể thương tổn hắn mảy may. Ta không cần tiếng bái tế của ngươi, ta chỉ muốn nghe tiếng kêu thảm thiết của ngươi. Giáo chủ tàn bạo cuồng tiếu, sau lưng đột nhiên ngưng sinh ra hai cái cánh màu máu, đưa thân thể của hắn hướng về giữa không trung. Cùng lúc đó, tên này rút ra một thanh cốt kiếm màu máu hình xương, tản ra tinh thần uy áp cực mạnh. Ngươi, đáng chết, từ dương nổi giận, bởi vì từ trong đạo cốt kiếm này hắn ngửi được một cỗ khí thức quen thuộc. Đó là khí thức của một thủ hạ nào đó trong môn phái mình hai vạn năm trước. Ồ, sao vậy, chẳng lẽ thanh cốt nhận này của ta có chứa vô số âm linh, có hương vị quen thuộc. Từ dương cắn chặt răng, đã động ý nghĩ tiêu diệt đối thủ, trân trọng thời gian cuối cùng đi, ta sẽ đánh nát mỗi một khúc xương trên thân thể ngươi, để ngươi quỷ gối sám hối trước mặt âm linh. 91, chương thứ 91, bạn cũ linh quân, giáo chủ đồ tâm giáo dơ cao kiếm cốt, chung quanh nhanh chóng dâng lên sóng khí huyết quang màu đỏ rực, hóa thành một thanh kiếm quang chém về phía từ dương. từ dương nghiêm túc đứng lên, đã không phải là nhân vật có thể tùy tiện xuất phát, một cước đạp không mà lên, quanh thân như bị vạn đạo tinh quang tô điểm, vô số linh lực sáng lóng lánh, hoàn toàn che chắn không khí chảm kích. Một tiếng gầm phát ra, bản thể từ dương đã xuyên thủng khí thức phòng hộ trước mặt, trong nháy mắt vò tới trước mặt giáo chủ. Ha ha, ta thật không nghĩ tới, trên thế giới này lại có trang phục của ngươi cường đại như vậy. Ta thật sự rất tò mò ngươi làm như thế nào. Từ dương không nhìn thẳng vào vách ngăn linh lực của giáo chủ, mà đặt bàn tay lên mặt ngoài của miếng kiếm cốt này. Trong nháy mắt, cảm giác áp bách kinh khủng từ mặt ngoài kiếm cốt bộc phát ra. Ông trời ơi, rốt cuộc trong mảnh kiếm cốt này phong ấn bao nhiêu linh hồn của người chết uy áp mạnh mẽ có lẽ trong nháy mắt có thể gạt bỏ bất kỳ một cường giả động thiên kính nào hoàng thiên tự xưng kiến thức rộng rãi nhưng sau khi linh hồn lực trong thanh cốt kiếm này hoàn toàn phóng xuất ra ngay cả hắn cũng triệt để chấn kinh thật không thể tin nổi nếu không có từ dương ở đây chỉ sợ đời này ta cũng không có khả năng nhìn thấy linh hồn lực kinh khủng như vậy đương nhiên giờ phút này khiếp sợ nhất không phải là hoàng thiên mà là bản thân giáo chủ trước mặt phải biết, bên trong kiếm cốt này phong ấn hơn một ngàn vong linh chết trong tay giáo chủ. Nhưng mà cỗ lực lượng này đủ để phá hủy linh hồn bản nguyên linh hồn của bất kỳ một cường giả động thiên cảnh nào, trước mặt Từ Dương, vậy mà không chịu nổi một kích. Ai ra, Từ Dương gầm lên một tiếng, trong linh hồn phát ra lực uy hiếp khủng bố khó có thể tưởng tượng. Âm linh vô tận bị nhìn nát, ở trước mặt Từ Dương những vong hồn này như là tìm được nơi về, từ trong kiếm cốt được giải thoát ra. Toàn bộ quá trình cũng không duy trì quá lâu, trên không trung đường nội, hàng ngàn âm linh tùy ý bay múa la lên, giống như đang dùng sinh mệnh lực cuối cùng phát tiết thống khổ thời gian dài đến nay bị phong ấn. Cùng lúc này, con người của Từ Dương đã biến thành màu xanh thẳm, sắc mặt bình tĩnh quét nhìn những bóng ma này, đang tìm khí tức đặc biệt quen thuộc kia. Rốt cuộc, Từ Dương đã nhận được đáp án, hắn nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia lại một lần nữa hiện lên trước mặt mình. Linh Quân, là ngươi sao? Tổ Tông, không sai, chính là thân ảnh quen thuộc hộ pháp của thiếu niên áo trắng phong độ nhẹ nhàng kia trước khi bế quan lần thứ hai ở trước. Sau khi từ dương xuất quan, biết được tông môn của mình đã xuống dốc, còn tưởng rằng cố nhân lúc trước đều đã theo thời gian mà trôi qua biến thành ký ức. Khi linh quân trước mặt hắn xuất hiện lần nữa, Từ Dương rõ ràng có một loại dự cảm bất thường, hắn thậm chí cảm thấy tông môn mình không xuống dốc, cũng không đơn giản như trong tưởng tượng. Sau khi tìm kiếm được đáp án của mình, Từ Dương nhẹ nhàng vung một tay lên như vậy, Toàn bộ âm linh thuộc về kiếm cốt bị phóng ra biến thành nát bấy, từ đó cũng kết thúc cuộc đời đau khổ của bọn họ. Duy chỉ để lại tàn hồn của Linh Quân trôi nổi trước mặt mình. "Tông chủ, thoát khỏi kiếm cốt, thời gian của ta cũng đã không còn nhiều lắm, xem ra chúng ta không có cơ hội ôn chuyện, nhưng có một bí mật cực kỳ trọng yếu, ta nhất định phải nói cho ngươi biết. Vạn năm trước, ba ngàn đạo châu giáng lâm một cái đại bí mật kinh thiên động địa, lúc ấy bao gồm bảy đại tông môn truyền thừa của Đại Lục Thiên Cương Tông chúng ta." đều có truyền nhân chính mắt chứng kiến ba ngàn đạo châu này sinh ra. Trong 200 năm tiếp theo, hầu như toàn bộ bảy đại tông môn đều bị tiêu diệt, mà bản thân tất cả người kế thừa trải qua kinh biến này, cũng đều đã chết hết, người duy nhất biết còn sống sót chỉ có đồ đệ của ngươi. Từ dương sợ hãi, sau khi nghe được bí mật này, vẻ mặt Hoàng Thiên cũng ngơ ngác. Không ngờ lại có chuyện này, vậy ngươi có biết bí mật này của ba ngàn đạo châu, rốt cuộc là có nội dung gì không? Linh Quân lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ, chuyện còn lại chỉ có thể một mình ngươi đi thăm dò, ta chỉ có thể đi cùng ngươi đến đây thôi. Từ dương cố gắng giữ lại, chậm rãi thỏ bàn tay ra muốn bắt lấy linh hồn của linh quân, nhưng hắn cuối cùng vẫn thất bại, hồn nguyên của hắn bị giam cầm quá lâu, sau khi mất đi lực lượng kiếm cốt áp chế, tất nhiên phải đi về phía tịch diệt. Tông chủ, sứ mạng của ta đã hoàn thành, đời này có thể làm thủ hạ của ngươi, ta đã chết không tiếc. Giờ khắc này, nội tâm từ dương có một loại cảm giác hơi đau đớn, nhưng hắn hiểu, đây chính là vận mệnh của hắn, không người nào có thể thay đổi. Trên thế giới này, có một số việc không phải có thực lực cường đại là có thể nghịch chuyển, mỗi người đều có vận mệnh khác nhau của mình, khi sứ mạng hoàn thành, vận mệnh đi tới điểm cuối, chính là một đoạn duyên phận kết thúc. Thật có lỗi, có lẽ ta cũng không thể giữ lại sinh mệnh của ngươi, nhưng ta có thể báo thù cho ngươi, ta đáp ứng ngươi sẽ đem người cầm tù linh hồn này băm thây vạn đoạn, báo thù cho ngươi. Từ Dương từ trước đến nay là một người nói được làm được, huống chi có được thực lực cường đại trên cơ sở hắn muốn chém giết giáo chủ trước mặt giống như nghiền chết một con kiến ngươi còn có lời gì muốn nói sao ta cam đoan đây là lần cuối cùng ngươi mở miệng nói chuyện thanh âm từ dương lạnh như băng đến cực điểm trong ánh mắt màu lam băng cũng dần dần biến mất thay vào đó là một loại khí diễm sát lục không thể kháng cự đang thiêu đốt giáo chủ dường như cũng cảm nhận được lực áp bách không thể kháng cự trên người từ dương theo bản năng hắn cắm kiếm cốt vào lại trong cơ thể mình bộc phát ra trạng thái đỉnh cao nhất của mình nếu như vận mệnh để cho ngươi và ta gặp nhau, như vậy vào thời khắc tiếp theo quyết ra một cái thắng bại đi. Ta ngược lại muốn nhìn xem, trời cao đối với ta rốt cuộc công bằng không công bằng, một khi ta đột phá cực hạn động thiên, ta có trăm phương pháp đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Từ Dương cũng không để ý hắn nói gì, hai tay đã bắt đầu ngưng tụ linh lực cường đại không gì sánh được. Đột nhiên, sau lưng Từ Dương chậm rãi xuất ra một đạo kiếm quang cực lớn sáng chói, giáo chủ cũng đem băng thiên công của mình suy diễn đến cực hạn một bức tường băng to lớn chậm rãi hiện lên trên đỉnh đầu mình muốn dựa vào công pháp này ngăn cản lực lượng tuyệt diệt của từ dương đáng tiếc nguồn lực lượng này thật sự không đáng nhắc tới trước mặt từ dương khi bạo tẩu ầm 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 nương theo một tiếng vang thật lớn kiếm quang lạnh thấu xương từ dương đánh ra lập tức bổ nát nhục thân giáo chủ từ đó chia làm hai nửa không ta sẽ không thua ta sẽ không thua giáo chủ điên cuồng gào thét nhưng trước thực lực tuyệt đối của từ dương hắn căn bản không thể làm ra bất kỳ hành động nào khác xoay chuyển kết cục của mình hôm nay đã định trước là ngày hắn đi về phía tịch diệt tuyệt vọng tới nhanh như vậy giáo chủ không cam lòng một khắc trước khi cơ thể của mình tiếp cận vỡ nát toàn bộ dư lực đánh về phía bản thể hoa sen màu vàng kia ha 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 cho dù có chết ta cũng phải kéo theo một cái đệm lưng từ dương tựa hồ đã sớm đoán được hắn sẽ làm như vậy chỉ hư lạnh một tiếng trong lòng bàn tay lập tức phát ra một cỗ lực lượng cực mạnh chấn động giữa trời một đòn tuyệt sát của giáo chủ đã phá tan âm mưu của hắn. Ôi trời ơi, tiểu tử này phản ứng quá nhanh, ngay cả ta cũng không phát giác chút nào. Hoàng thiên khiếp sợ, cảm khái, thực lực từ dương mạnh mẽ, cũng không biết hơn mình bao nhiêu lần. 92, chương 2 làm thực hiện lời hứa. Giáo chủ bị từ dương đánh nát nửa người, cả người nằm trên mặt đất như một vũng bùn nhão, trên mặt hắn ta vẫn mang theo nụ cười âm tàn. Nhìn ánh mắt lạnh như băng của từ dương, tiếng cười của giáo chủ càng lúc càng càn rỡ. Tiểu tử, mặc dù ta không rõ thân phận của ngươi, nhưng bí mật ba ngàn đạo châu mà cố nhân nhắc tới lại không thoát khỏi liên quan đến ngươi. Nếu ngươi có thể tha cho ta một mạng, ta có thể giúp ngươi giải một kiếp này, nếu không ngày sau, ngươi tất có đại nạn. Phụt ha ha ha, từ dương không nhịn được cười như điên, tịnh chân, đối thủ ác đồ chết trong tay ta không ít, nhưng dùng phương thức như vậy khẩn cầu ta tha thứ, ngươi vẫn là người đầu tiên. Trong lúc giơ tay, một đạo quang mang linh lực vô cùng ngưng thực đánh ra, nguyên thần của đồ tâm giáo chủ bị chấn vỡ ngay tại chỗ, đầu và nửa người trên còn sót lại ầm ầm tán loạn thành hư vô. Cùng lúc này, kim liên quanh thân đang trấn áp trên đỉnh đầu triệu bằng dần dần u ám, khuôn mặt triệu bằng co rúm trong một cái chớp mắt, phong ấn cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu buông lỏng. Chính là lúc này, hoàng thiên xuất thủ trước, đánh ra một đạo linh quang tiến vào bản thể pháp khí kim liên, rất nhanh liền hòa tan phong ấn huyết quang trong đó không có huyết mạch chi lực của bản thân giáo chủ tiếp tục xuất phát, đạo phong ấn này căn bản không thể duy trì quá lâu. Ầm ầm ầm, một trận tiếng nổ truyền ra, Triệu Bằng hoàn toàn tránh thoát giam cầm khôi phục thanh tỉnh, trước tiên tiến đến trước quan tài băng của thê tử mình. Không có thời gian, Hoàng Thiên, hộ pháp cho ta, ta muốn lập tức giúp thê tử hắn thi triển hồn thiên thuật, còn kéo dài nữa, liền thật sự không có cơ hội. Hoàng Thiên gật đầu đáp một tiếng, Từ Dương lập tức giữa ngón tay liên tục khuấy động, từ Triệu Bằng điểm nghi tâm một cái, triệt để phong ấn kim liên bên trong một sợi hồn niệm của hắn phóng xuất ra lại tiếp tục dẫn tất cả linh lực tinh hoa trong liên hoa vào trong băng quan trong lúc dâu quai nón một phương linh lực cực lớn không gì sánh được thái cực đồ lăng không hiển hóa ra từ dương ngựa đồ ngồi xếp bằng trên hư không lấy sinh mệnh lực thuần túy nhất giữa thiên địa tưới tiêu quan tài băng này quang điểm màu vàng loang lổ từ đầu đến chân hoàn toàn bao trùm về nhục thân của nữ tử thanh lệ này phối hợp với công lao của từ dương cái thế bắt đầu hồi hồn cho nàng Lúc này Triệu Bằng đã hoàn toàn tỉnh táo lại, nhìn thấy Từ Dương đang kiệt lực thi pháp, trong lòng của hắn dâng lên một cảm động khó hiểu. Huynh đệ, dựa vào ngươi, chỉ cần có thể thành công, Triệu Bằng đời này của ta làm trâu làm ngựa cho ngươi cả đời. Lời này Triệu Bằng cũng không bật ra, nhưng trong lòng hắn xác thực nghĩ như vậy, thê tử chính là toàn bộ, nếu Từ Dương thực hiện lời hứa, cho dù một mạng chống đỡ một mạng, Triệu Bằng cũng sẽ không chút do dự lựa chọn. Ầm ầm, Thông Thiên Chi công tản mát ra khí tức ba động cực kỳ cường hãn, chấn động không gian linh lực chung quanh liên tục phát ra tiếng gầm rú kích động, nhưng cũng dẫn tới không ít giáo đổ bên ngoài đồ tâm giáo. Tên tặc nhân to gan, tự tiện xông vào đồ tâm giáo ta, giết. Bọn tạp binh số hơn trăm kim đan cảnh tiến vào quấy giày, tự mình ngưng tụ linh lực vào tới. Hoàng thiên xỉa răng hừ một tiếng, cả người nhất thời từ trong hư không huyễn hóa ra hơn 10 đạo quang ảnh, nghiền ép về phía những dư nhiệt đồ tâm giáo này. ầm 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 những nơi đi qua, mỗi một đạo hư ảnh hình dáng hoàng thiên đều là lấy tư thế thuần túy nghiền ép thanh lý những dương nhiệt này sạch sẽ tiếng hò hét bên tai không mấy cái liền yên lặng lại chỉ thấy từ dương lăng không tinh thần lực cường đại nhanh chóng tiếp dẫn hồn niệm của thê tử triệu bằng sinh ra là lấy nghịch thiên công pháp mạnh mẽ đem tâm hồn mạnh mẽ khôi phục thần thức trở về vị trí cũ vù từ dương thở nhẹ một tiếng thu tay lại chỉ một lát thê tử của triệu bằng trong quan tài băng liếc nhau hai người đều chảy ra nước mắt cảm động thành công rồi thành công rồi từ Dương đại lão, người thật sự là thần tiên sống. Triệu Bằng kích động thiếu chút nữa đã quỳ xuống cho Từ Dương, chỉ là nước mắt đến từ thê tử động tình hòa tan tất cả tạp niệm của hắn, ôm chặt lấy hắn. Hoàng Thiên lau mũi xoay người sang chỗ khác. Được rồi, lại mẹ nó là kịch cảnh giải lương chó, lão tử ăn không tiêu. Từ Dương cười khổ lắc đầu, không có cách nào đáp ứng hắn ta phải làm được. Ân tình của Thâm Hải Lam Tâm coi như là đền cho hắn. Hoàng Thiên đột nhiên nghĩ tới cái gì, trong lòng bàn tay vung lên hoa sen màu vàng kia một lần nữa trôi nổi đến trước mặt từ dương thứ này người định xử trí như thế nào ánh mắt từ dương ngưng lại một lát rồi nói ta có một dự cảm thứ này nhìn bề ngoài còn xa mới đơn giản như vậy bao gồm cả nhất mạch của đồ tâm giáo hẳn là có liên quan đến bí mật lớn kia của ba ngàn đạo châu đỉnh núi này chúng ta muốn tạm thời lưu lại ở nam lĩnh tung tin tức ra ngoài bảo những giáo phái khác phái tới thu thập tàn cục chiếm lĩnh đỉnh núi này hoàng thiên gật đầu lên tiếng người như quỷ mị biến mất bóng dáng Lúc đó, triệu đình đỡ thê tử hơi yếu đi tới trước mặt từ dương. Dừng lại, đừng nói lời cảm ơn nhiều, ta và ngươi nhiều lắm là không ai thiếu nợ lẫn nhau. Triệu bằng cười khổ lắc đầu, cũng được, tạm thời nhận lấy nhân tình này của ngươi, ta chỉ là muốn biết, kế tiếp ngươi còn có tính toán gì khác không. Từ dương liếc mắt nhìn ra bên ngoài vân thiên, nói, về tông môn của ta, lập tức phục sinh đồ đệ của ta. Rốt cuộc ba ngàn đạo châu ẩn dấu bí mật động trời như thế nào, chỉ có lúc đó nàng mới có thể có được đáp án triệu bằng gật đầu như vậy ta và ngươi liền từ biệt ngày sau chờ ta làm xong chuyện khác sẽ đi tề cảnh tìm ngươi từ dương cười nhạt sau này còn gặp lại một làn khói bốc lên triệu bằng mang theo vợ mình cung kính khom người với từ dương sau đó liền đạp lên linh thuyền rời đi trước đông lăng bên này đồng tề cảnh há chỉ vạn dặm triệu bằng bây giờ đã hồi sinh ái thê tiếp tục lưu lại bên cạnh từ dương đã không có ý nghĩa tạm biệt là lựa chọn tốt nhất đêm đó dưới ánh trăng chiếu sao từ Dương và Hoàng Thiên sánh vai đứng trên linh thuyền hư không, quan sát toàn bộ đỉnh núi đồ tâm giáo bị các thế lực lớn nam lĩnh chia cắt, tâm tình trong lòng ngược lại càng thêm phức tạp. Ta nói, hiện tại mặc dù thâm hải lam tâm đã tới tay, nhưng đồ đệ kia của ngươi dù sao cũng đã ngủ say hai vạn năm, ngươi thật sự nắm chắc để nàng sống lại. Cho dù thật sự thao tác, độ khó cũng không phải dễ dàng như triệu bằng phu nhân của ta. Hoàng Thiên vì tốt cho Từ Dương mới phát sinh nghi vấn như vậy. Không cần lo lắng, Nội tình của ta đều ở trong tông môn, chỉ cần trở về tề cảnh, cho dù vận dụng thủ đoạn thông thiên, ta cũng nhất định phải đạt được mục đích của mình. Đây là chấp niệm của Từ Dương từ trước đến nay, từ sau khi xuất quan cho tới nay chưa từng dao động. Mặt khác, Lăng Thành Thù lúc trước bị mình tạm thời điều về tông môn, cũng không theo vào thành, nhưng thời gian dài như vậy một chút tin tức cũng không có, Từ Dương hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút lo lắng. Dù sao hiện tại không giống ngày xưa, lực uy hiếp của Thiên Cương Tông đã sớm không còn mặc dù thật phát sinh chút gì, Từ Dương cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, chỉ có có mau chóng trở về trong lòng mình mới có thêm vài phần kiên định. 93, cục diện thứ 93 tung hoành, tông chủ đều đã chuẩn bị thỏa đáng, bất cứ lúc nào cũng có thể hướng Thiên Cương Tông lần nữa phát động tiến công. Lúc đó, trong tổng đường của Thiên Võ Tông đại tề, tông chủ Triệu Thiên Huân nhìn bản đồ sơn môn Thiên Cương Tông, trong ánh mắt phóng ra hào quang sáng chói. Tên Từ Dương kia không có ở đây, đây là cơ hội ngàn năm một thuở, Lăng Thanh Thủ hôm nay dẫn người xuống núi, tham gia thịnh hội luận võ của Đại Hạ Hoàng triều tổ chức, chính là thời cơ tốt nhất chúng ta mai phục nàng, chỉ cần khống chế sinh tử của nàng, không lo hắn không cúi đầu xưng thần với chúng ta. Kế hoạch này của Triệu Thiên Huân đã nổi lên rất lâu, mà đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn ra tay với Thiên Cương Tông. Người này rất có dã tâm, từ đầu đến cuối đều muốn nâng Thiên Vũ Tông đứng đầu thiên võ quật, đáng tiếc những năm này Lăng Thanh Thủ có thành tích nổi bật, cũng khiến Thiên Cương Tông dần dần khôi phục phồn vinh ngày xưa càng bởi vì từ dương xuất sơn, để chi này thanh danh vang dội, mang đến cho thiên vũ tông xưng bá thiên vũ quận uy hiếp cực lớn. Tình báo của các người rất đúng lúc, nếu như lần này thật sự có thu hoạch, bản tông chủ sẽ không thiếu chỗ tốt của các ngươi. Đa tà tông chủ, mấy người áo đen này liếc mắt nhìn nhau có vẻ kích động đặc biệt. Truyền lệnh ta, mang theo 30 cường giả kim đan cảnh, 10 trưởng lão động thiên cảnh đi mai phục, bắt sống lăng thanh thù. Vâng, lúc đó, lăng thanh thù căn bản không biết, bí giản truyền tin về cho Từ Dương sau khi trở về tông môn bị mấy người áo đen thiên võ tông kia ngăn lại, cũng bởi vậy tiết lộ bí mật Từ Dương không ở trong tông, nguy hiểm chính như một cơn lốc thổi quét về phía nàng. Lần này, Đại Hạ Hoàng Triều tự mình hạ lệnh tổ chức thịnh hội luận võ, ngoại trừ đối với thế lực tu luyện dưới chướng Hoàng Triều có chỗ khống chế, lý do càng trọng yếu hơn là muốn chọn lựa một ít lãnh tụ tu đạo mới. Tiến hành đề bạt về phía nội các hoàng đế, thành lập một đoàn đội tu sĩ mạnh nhất đại hạ hoàng triều. Không hề nghi ngờ, cơ hội một bước lên trời như vậy đối với bất kỳ lãnh tụ nào của một mạch mà nói đều là không thể bỏ qua một khi thế lực tu luyện nào được chọn chúng cử giáo tiến vào trong biên chế của hoàng triều đế sư thân phận địa vị lập tức sẽ không giống nhau căn cứ vào ý nghĩ này triệu thiên huân của nhất mạch thiên vô tông làm lãnh tụ tu đạo động thiên cực cảnh trong hoàng triều càng có tâm tư đoạt giải nhất nhưng hắn hiểu thừa cơ sớm khống chế lăng thanh thù cũng là điều kiện tất yếu để mình xưng bá đấu trường lần này triệu thiên huân biết sau khi lão tổ tông từ dương này xuất quan, cho một điểm này lăng thanh thù rất nhiều nhắc nhở, hiện nay nội tình lăng thanh thù đã tới mức nào, triệu thiên huân trong lòng cũng không phổ biến, vì bảo đảm mình đoạt giải nhất, bài trừ tất cả điều kiện có thể tồn tại quấy nhiễu, triệu thiên huân mới lâm thời chế định ra lần phục kích này lăng thanh thù. Con đường tất phải đi qua khi thiên cương tông tiến vào chiến trường thiên vũ quận, có một dãy núi kéo dài ngàn dặm, tên là cửu cực phong. Tên như ý nghĩa, dãy núi này có chín đạo cực phong, mỗi loại nguy hiểm tuyệt luân, Phong cảnh cũng đặc biệt tú lệ. Không ai có thể ngờ tới, Triệu Thiên Huân sẽ thiết lập mai phục ở nơi này, đánh lén một đám người Thiên Cương Tông. "Không tốt, có mai phục, mọi người cẩn thận." Linh thuyền đi tới trên không, Lăng Thanh Thù thấy rõ mười phần nhạy cảm, lập tức bắt được một cỗ sát phạt chi khí cực kỳ nồng đậm lan tràn. "Ha ha ha, không hổ là tông chủ Thiên Cương Tông, tu vi tiểu cô nương này của người tinh tiến không ít a." À. Triệu Thiên Huân cười lớn rồi đáp xuống, sau lưng theo sát mười mấy tên cường giả đứng đầu. Cái khác không nói, chỉ cần người đại trưởng lão động thiên cảnh đã đủ cho đám người thiên cương tông lăng thanh thủ uống một bình. Ta đoán là một đường xấu xa nào đó, đúng là thiên võ tông triệu đại tông chủ. Sao vậy? Đường Đường là thế lực đệ nhất ở thiên võ quận, cũng định chơi trò trộm gà trộm chó này sao? Nhà đầu lăng thanh thủ này tính tình cương liệt quả gan, mặc dù đại địch trước mắt cũng không sợ hãi, huyết tính thậm chí so với không ít nam tử ưu tú hơn. Lần hoành kiếm này ở trong tay, ngạo thị quần cường cũng là biểu lộ ra một mặt cực kỳ đại khí. Không hổ là lăng tông chủ, khăn lụa mỹ lệ không cho lông mày. Chẳng qua đáng tiếc, ta và ngươi nhất định là đối thủ, thiên vũ tông tuyệt không có khả năng để ngươi thuận lợi đứng trên đài tỷ võ. Triệu thiên huân trực tiếp nói rõ ý đồ đến đây, lăng thanh thủ không do dự, bảo kiếm trong tay phóng lên cao, kiếm pháp đại diễn lam rực ngang trời lóe lên, giữa bảo quang tung hoành, kiếm khí cường đại đồng thời tràn về phía các cường giả thiên võ tông. Phốc A-Hát, tiếng kêu thảm thiết nhanh chóng truyền ra, không ít cường giả thiên võ tông kim đan cảnh bị miểu sát, mỗi một đạo kiếm quang dao động ngang trời đều tàn phá bừa bãi kiếm lực cường hãn khiến người không dám coi thường, dọa cho những người này run bần bật. Tông chủ, nữ nhân này không đơn giản, chúng ta vẫn không nên do dự, tốc chiến tốc chân áp nàng đi, nếu không ta sợ sẽ có biến cố. Triệu thiên huân nghe trưởng lão động thiên cảnh sau lưng chỉ điểm, lại nhìn một chút thân pháp lăng thanh thù tung hoành trước mặt, vẻ mặt ngưng trọng gật đầu. Kết thiên vũ âm dương trận, nhanh chóng chân áp nó. Tiếng nói vừa dứt, cường giả động thiên cảnh 10 đại sau lưng Triệu Thiên Huân đồng thời phóng lên cao, linh quang hai màu trắng đen sau lưng tàn phá bừa bãi ra. Dưới màn trời, hai màu hào quang một đen một trắng ngang dọc dọc, như một bàn cờ to lớn của thiên tri chậm rãi đè xuống. Trong mỗi một ô vuông trắng đen đều ẩn chứa uy áp động thiên cảnh. Phập, Lăng Thanh Thù vì yểm hộ đám thủ hạ rút lui khỏi trận pháp trói buộc này, chính mình bỏ lỡ thời cơ tốt nhất phá trận, tuy để đồng hành cùng các đệ tử Thiên Cương Tông thành công thoát khốn đào tẩu, nhưng chính nàng đã không có khả năng tránh thoát, ngược lại mặt bình tĩnh nhìn đám người triệu thiên huân một chút. Tuy ta không ngờ tới các ngươi lại dùng thủ đoạn ti tiện như vậy ngăn cản ta tham gia luận võ, nhưng ta chỉ có thể tiếc nuối nói cho các ngươi biết, trận này mặc dù có thể vây khốn ta nhất thời, lại không vây khốn được ta một đời, bằng vào thực lực của các ngươi càng không có khả năng làm tổn thương ta mảy may, nếu ta thật sự bỏ qua lần tỉ thí này, cuộc sống tốt lành của thiên võ tông các ngươi cũng coi như triệt để kết thúc. Lăng thanh thủ vẻ mặt tự tin, càng mang tới áp lực cho bọn Triệu Thiên Huân. Ầm ầm ầm, Triệu Thiên Huân bay lên cao đánh xuống một đạo xích viêm trưởng phong, lực lượng cấp di diệt chỉ có ở động thiên cảnh đánh về phía Lăng Thanh Thù, lại thấy một đạo nguyên thần hư hóa sau lưng nàng đột nhiên hiện lên, thay bản thể ngăn cản đạo tiến công này, bản thể lại không tổn thương chút nào. Không thể không nói, sau khi Từ Dương xuất quan, đưa cho nhà đầu này một loạt chỉ dẫn và dẫn đường, hiện giờ Lăng Thanh Thụ Triệu Thiên Huấn có thể không có cơ hội, nhưng trong tuyệt trận này tự bảo vệ mình thì tuyệt đối không có vấn đề. Mái trèo ngang trời, hai màu thiên võ tuyệt trận đen trắng này đè xuống không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng ngưng tụ thành không gian trận lực lớn chừng bàn tay, một lần nữa trở về trong lòng bàn tay triệu thiên huân. Có nó, ngày sau cho dù từ dương có phát hiện, chúng ta cũng không sợ hãi. Tông chủ, làm sao bây giờ những đệ tử thiên cương tông đào tàu kia? Triệu thiên huân cười lạnh, theo kế hoạch trước, trực tiếp phái mấy đội trưởng lão thủ sơn dẫn người tẩy lễ thiên cương tông, coi như ta tặng cho Từ Dương một phần lễ gặp mặt, ha ha ha. Triệu Thiên Huân càn dỡ cười, vung tay lên mang theo mọi người đi thẳng đến đấu trường võ học ở Thiên Võ Quận. 9 người 4, lần thứ 9 người 4 khúc tịnh thế quyết, giết cho ta, bộ hạ Thiên Võ Tông dưới mệnh lệnh của Triệu Thiên Huân, trực tiếp xuất động 5 chi kim đan cảnh chiến đoàn, chừng 200 người, quy mô lớn tiến công Thiên Cương Tông. Những năm gần đây, Tông Môn đã dày dạn chiến hỏa lại nghênh đón một trận ác chiến. Từ dương lão tổ không có mặt, Lăng Thanh Thủ bị bắt, dù có nội tình cường đại thủ hộ đỉnh núi Tông Môn, cũng không tránh được một hồi huyết nhiễm sơn hà kịch bản trình diễn. Phốc, ách, sát phạt chi nhận vung vẩy, nương theo tiếng kêu thảm thiết cùng máu loãng tùy ý của các tu sĩ, dưới chân Tông Môn từ từ lan tràn lên ngọn chủ phong. Thiên cương Tông càng đánh càng ngày càng suy, số lượng tu sĩ kim đan cảnh căn bản không thể so sánh với một mạch thiên võ Tông. Lại bởi vì tập kích, một bộ phận cường giả nội tình trong Tông Môn nhao nhao ra ngoài làm nhiệm vụ không có cách nào vội vàng trở về. Bất quá hơn nửa ngày sau, ngàn đệ tử thiên cương tông tổn thất hơn phân nửa, tông môn một mảnh hỗn độn. Huynh đệ từ kim đan đỉnh phong trở lên, theo ta cùng lên thiên cương cực phong, phá hủy tông đường của bọn họ. Tuân lệnh, đang lúc một mạch thiên vô tông sát ý đang thịnh, một đạo âm giận dữ của hoàng thiên rơi xuống. Đám tiểu tạp trùng các ngươi, thật sự là quá trẻ con động đất, chán sống rồi. ầm 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 chỉ thấy tiếng gầm này vừa mới rơi xuống, trên không trung từng mảng lớn trưởng văn đánh tới, những nơi đi qua linh lực sóng cả tùy ý xông lên đợt sóng thứ nhất liền đánh chết không ít người xâm phạm không tốt có cường giả trở về chẳng lẽ là bọn người từ dương cường giả thiên cảnh dẫn đầu thiên võ tông dẫn đầu này trong lòng trì trệ đang cân nhắc có nên rút lui hay không trên đỉnh cực phong của tông môn bóng người áo trắng kia như trích tiên lâm thế tay áo bồng bềnh đứng trên đỉnh tông môn như trời xanh quan sát chúng sinh sắc mặt bình tĩnh quét qua bọn sâu kiến này môn hộ rơi bụi bặm tự nhiên là cần quét sạch Ta bất quá rời đi mấy ngày, thiên võ tông liền dám cản rỡ như vậy, đã đến lúc hủy diệt nhất mạch này của các ngươi. Nội dung lời này của Từ Dương rõ ràng nói kinh thiên động địa, mở miệng chính là cách cục của thế lực tu tiên quận thiên vũ đảo điên, dẫn tới tất cả mọi người phía dưới khiếp sợ. Theo sát phía sau, Từ Dương tay bám vào một cây sáo ngọc, chân đạp ngàn dặm hồng trần trên không tuyệt lập, một khúc nhạc du dương du dương nhẹ nhàng xuống. Những nơi sóng âm đi qua, không có rung động lạnh lẽo nghiêm sát, cũng không dâng trào như sóng biển, chỉ như một dòng suối nhỏ chảy qua tâm tư từng tu sĩ. Người của Thiên Cương Tông nhất mạch nghe khúc nhạc này, tâm cảnh nội tình càng thêm bổ ích. Mà những người Thiên Võ Tông lòng mang sát niệm kia nghe khúc nhạc này, tức thì tác dụng tịnh hóa linh hồn siêu thoát sinh tử. Loáng thoáng, những chiến hồn bốc lên sát khí kia, ánh mắt nhanh chóng trở nên hoang mang, trống rỗng, thẳng đến khi hào quang trầm tĩnh trong con ngươi hoàn toàn biến mất, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Bất quá một khúc công phu bổ tiêu, toàn bộ giết chóc trong Thiên Cương Tông hoàn toàn biến mất linh hồn nhiễm máu tươi của thiên cương tông triệt để ở trong mảnh tịnh thổ này được ăn nghỉ theo những đệ tử thiên cương tông ngã xuống kia đồng thời cáo biệt thế giới này dùng hồn táng hồn lấy âm thanh tịnh thế đây chính là thủ đoạn phản kích mạnh nhất của từ dương phạm vào thiên cương tông giả ta có chết không sống lời này ta không phải lần đầu tiên nói lan tử giã tâm của thiên võ tông nhất mạch tội này đáng chết từ dương nói thân ảnh giữa trời đạp xuống ở trong ánh mắt đám môn nhân chiêm ngưỡng đi tới trước mặt người cầm đầu thiên vũ tông động thiên cảnh kia. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Cao thủ mạnh như động thiên cảnh, đối mặt với từ dương là một gia hỏa luyện khí cảnh, bản năng đầu tiên của gã là sợ hãi, lui về phía sau. Ngươi, thật sự là từ dương sao? Vừa rồi tiếng sáo cũng là ngươi thổi. Điều này, sao có thể? Cường giả động thiên cảnh hai mặt bối rối, nếu không tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình từ dương thi pháp, đánh chết hắn cũng không tin sáng tạo ra cái này lại là một tu sĩ luyện khí cảnh như Từ Dương. Cảnh giới cao thấp không phải là quan trọng, quan trọng là phải có năng lực bảo vệ người mình để ý. Mỗi cành cây ngọn cỏ thiên cương tông đều vì ta mà sinh ra, sao ta có thể không thích bảo vệ bọn họ. Người dám có chủ ý với bọn họ, không thể lưu lại một ngọn. Ngữ điệu bình tĩnh, mỗi một chữ đều mang theo tư thái bá khí không thể kháng cự, đây chính là uy nghiêm của người sáng lập thiên cương tông. Nói cho ta biết, Triệu Thiên Huân đem lăng thanh thủ đi đâu vậy? Trước mặt cảnh giới động thiên này tu sĩ nào dám lỗ máng, dưới sự kinh hoàng liền một năm một người nói ra toàn bộ kế hoạch chủ tử nhà mình. Từ dương hài lòng gật đầu, người rất thông minh, cũng không nói dối, cho dù ngươi nói dối ta cũng sẽ nhìn thấu ngươi, sau đó cho ngươi trừng phạt tàn khốc nhất. Nhưng may mắn là, ngươi nắm được cơ hội lần này. Nhẹ nhàng phất tay, một cỗ uy áp nhẹ nhàng như mây gió lại làm cho người ta không dám kháng cự chút nào hiện lên, tu sĩ động thiên cảnh này bị đánh nát nội đan, cơ hồ biến thành một phàm nhân không có tu vi, nhưng cũng bởi vậy bảo trụ tính mạng, từ dương cho hắn cơ hội làm người một lần nữa. Tự mình xuống núi đi, từ nay về sau, người không còn là một thành viên của thiên vũ tông, tiếp theo tông môn này sắp sửa gặp phải kiếp nạn, cũng không có quan hệ gì với ngươi. Cao thủ động thiên cảnh suýt chút nữa bị khí trường của từ dương dọa cho tè ra quần, hắn biết rõ chỉ cần đối phương nghĩ, một cái tát của mình sẽ trực tiếp bị nứt vỡ. Nhiều, đa tạ ân từ dương đại lão không giết, người này hấp tấp rời đi, cuối cùng hắn cũng hiểu được, trước mặt sống chết, cái gọi là danh lợi và lập trường cũng sẽ không còn quan trọng. Vèo, một đạo quang ảnh một lần nữa trở về bên người từ dương, hoàng thiên lão ngoan đồng kia đã đem trong ngoài tông môn triệt để thanh lý một lần, đáng chết giết, nên chôn cho người chôn hết thảy đều xử lý vừa đúng chỗ tốt. Đại hội luận võ ở thiên võ quận đi lên, hoàng thiên liếc từ dương một cái, thấy lão đại chậm rãi nhếch cong khóe miệng lên. Vậy còn phải nói, ta muốn ở trên đấu trường, trước mặt tất cả cường giả của Đại Hạ Hoàng triều, vạch trần bộ mặt thật của Triệu Thiên Huân. Trong lòng Từ Dương Tựa Hồ đã nghĩ đến đối sách chừng trị Triệu Thiên Huân, vừa dứt lời liền cùng Hoàng Thiên cưỡi thuyền bay về phía Thiên Vũ quận, trong tông môn thì giao cho mấy trưởng lão toàn quyền quản lý. Lúc đó, dưới chân Thiên Võ quận đấu thần sơn, các phương diện chiến đài lớn như vậy đã an bài sẵn sàng, toàn bộ thế lực tu luyện dưới trướng Đại Hạ Hoàng triều, ước chừng mấy ngàn người tề tụ một chỗ đại hạ hoàng triều hoàng đế mặc dù chưa đích thân tới, nhưng đến ba hoàng tử đắc thế nhất chấn, trong đó bát hoàng tử, cũng là đại lão phía sau chống lưng ủng hộ triệu thiên huân, bảo vệ lần này hắn được rút vị trí đầu. Mấy chục đại thế lực tu luyện đỉnh cấp trong triều đại đại hạ hoàng khác nhau nhau do lãnh tụ tông môn cùng thành viên trung tâm tự mình dẫn đội, quy mô trận này liền nhìn ra được, mọi người đều rất coi trọng danh hiệu đệ nhất truyền thừa quận thiên võ này. Các vị, hiện tại dựa theo trình tự rút thăm, tông môn các phương phái ra đại biểu tiến hành luận võ, lên chiến đài đao kiếm không có mắt, sinh tử có mệnh, nhưng trong quá trình có quyền lựa chọn bỏ quyền thi đấu. Trận đầu, Hòa Thiên Môn và Long Tuyền Giáo, 12 bên đại biểu lên sân khấu. 95, trận chiến thứ nhất Trương Phi, chậm đã, theo ta thấy, cuộc tỉ thí hôm nay không có tác dụng gì, không cần phải tiến hành nữa. Tiếng gầm trên mây này từ từ tản ra, cũng không có xu thế sấm sét lại vô cùng rõ ràng truyền tới tai mỗi người. Tất cả mọi người nhìn lại hướng thiên trương, hai bóng người từ dương và hoàng thiên vững vàng rơi vào trung tâm chiến đài là hắn từ dương của thiên cương tông gia hỏa có danh tiếng nhất mấy ngày gần đây có truyền thuyết nói hắn là tồn tại tổ tông cấp thiên cương tông sâu không lường được a à. chuyện gì xảy ra ta nhớ rõ thiên cương tông báo danh dự thi là tông chủ hiện tại của bọn họ lăng thanh thù sao vậy đây là tiết tấu lâm thời đổi người từ dương khẽ cười nhìn mọi người một chút sau đó mở miệng trả lời nghi hoặc trong lòng bọn họ đó là bởi vì có người lấy mai phục tông chủ của thiên cương tông ta, ý đồ trực tiếp bá chiếm hạng nhất trận tỷ thí này. Lời từ dương vừa nói ra quả thực kinh người, bát hoàng tử càng là mày run lên, trong cơn thịnh nổ vỗ lên bàn dài đứng lên, người này là ai, dám cản dỡ ở hiện trường luận võ của đại hạ hoàng triều ta, bắt lại cho ta. Chậm đã, bát đệ, lần này chúng ta luận võ chính là phải công bằng và công bằng tuyệt đối, nếu như người này nói không giả, thật sự có người vì tranh đoạt vị trí thứ nhất mà động tay động chân với những người dự thi khác, một khi điều tra kỹ, mất mặt mũi hoàng tộc ta, không thể không thận trọng. Ngũ hoàng tử là một trong bát hoàng tử cạnh tranh và một trong bát hoàng tử, tự nhiên không chịu buông tha cơ hội này, lập tức lựa chọn nghênh hợp Từ Dương. Tam hoàng tử bên cạnh cũng bình tĩnh nhẹ gật đầu, một lần nữa nhìn về phía Từ Dương. Các hạ không ngại vạch ra đối tượng hoài nghi của ngươi ngay tại chỗ, nếu lời ngươi nói không phải giả, bản hoàng tử sẽ trả lại một công bằng cho Thiên Cương Tông các ngươi. Từ Dương đang muốn nói những lời này, chậm rãi giơ tay lên, chỉ thẳng vào triệu thiên huân chính là đại tông chủ của thiên võ tông triệu thiên huân cái gì điều này điều này sao có thể thiên vũ tông triệu thiên huân vốn là đệ nhất cường giả của quận thiên võ cũng là cửa nóng lớn nhất của lần tỉ thí võ này lấy thực lực của hắn căn bản không cần phải dở âm mưu như vậy việc này có chút không hiểu a à. không sai tiểu tử ngươi miệng không đầy răng trắng bôi nhỏ thiên võ tông có chứng cứ gì không không ít người giữ thái độ hoài nghi đồng thời không ít cường giả động thiên nhất mạch của thiên võ tông cũng mở miệng phụ họa rõ ràng là lấy thế ép người từ dương lười giải thích với những người này một cước đạp xuống một cỗ linh khí mênh mông như đại dương chấn động ra bốn phương tám hướng toàn bộ tu sĩ từ động thiên cảnh trở xuống đều bị bắn ngược ra ngoài chính là những cường giả động thiên cảnh này cũng đều bị chấn động thể mạch co rút tâm huyết nghịch truyền suýt chút nữa dung chuyển nguyên khí căn bản tu vi thật mạnh nghe đồn quả nhiên không giả gia hỏa này căn bản không phải tu sĩ luyện khí cảnh đơn giản như vậy thật là đáng sợ như vậy hắn chính là muốn cứng rắn tất cả mọi người rồi từ dương nhìn thấy sắc mặt khiếp sợ khắp nơi bất quá bình thản cười một tiếng hiện trường có vị nào dám khiêu chiến thiên võ tông triệu đại tông chủ các nơi lãnh tụ vốn đều có ý định khiêu chiến một chút nhưng sau khi bị một khước nhẹ nhàng bâng quơ như vậy của từ dương đều cảm thấy căn cơ của mình nông cạn trước mặt từ dương căn bản không đáng nhắc tới tự nhiên cũng buông thả ý nghĩ muốn đi ra làm mất mặt người. Nếu như không có, thì do ta, trực tiếp cùng Triệu Thiên Huân đến đánh trận chung kết, khi ta tự tay trấn áp hắn, chân tướng tự nhiên cũng sẽ rõ ràng hơn mọi người. Hư, tiểu tử ngươi khẩu khí thật lớn, vẻn vẹn luyện khí cảnh cho dù mạnh hơn, có thể đánh thắng đệ nhất nhân động thiên cực phong của thiên vũ quận. Người mở miệng không biết là tu sĩ của chi nào, nhưng rõ ràng cũng là một trong những răng nanh của thiên võ tông. Từ dương không phái ra loại người này tồn tại, trong lòng nổi lên ý nghĩ giết gà dọa khỉ, cách không đưa ra một trường, mở miệng nói chuyện lão giả tóc trắng này trong nháy mắt bị chấn nát đạo bào, cả người bị đánh như một lão điên, theo bản năng ôm thân thể chạy trốn cũng giống như kêu lên biến mất trước mặt mọi người. Ôi trời ơi, này, cái này cũng quá khoa trương đi, mấy trăm mét cách xa một đạo lực, dễ dàng đánh nát cương khí hộ thể của cường giả động thiên cảnh, còn có thể khống chế lực đạo đến trình độ tinh diệu như thế, bảo y phục không làm tổn thương thân thể hắn mảy may, năng lực ngự linh lô hỏa thuần thanh như thế, căn bản chúng ta không thể chống lại. Lúc này không ít kẻ ăn quả dơ bên cạnh cuối cùng cũng thành thật, từng tên trợn mắt nhỏ tất cả đều ngậm miệng lại. Cũng chính vào thời khắc này, Tam Hoàng Tử trực tiếp gọi Triệu Thiên Huân, đồng thời lần nữa biểu thị ủng hộ lập trường từ Dương. Hai vị hoàng đệ, theo ta thấy, phụ hoàng tổ chức lần tỉ thí võ này, chính là vì tuyển chọn nhân vật lãnh tụ giới tu luyện trong cảnh giới. Chỉ cần có thể tuyển ra người mạnh nhất, quá trình đã không còn trọng yếu nữa, trận quyết đấu của Từ Dương và Triệu Thiên Huân này, hẳn là kết quả cuối cùng chúng ta phải nhìn thấy. Ngũ Hoàng tử lập tức khom người ôm quyền, Tam Ca nói rất đúng, để hai người bọn họ trực tiếp đánh đi, nếu Triệu Thiên Huân thắng, quyền dĩ nhiên là tiểu tử này đến quấy rối nếu thật sự là hắn thắng, vậy cái gọi là kiếp nhân chi thuyết của hắn cũng ra tay như nước, hắn cũng không dám đùa dỡn uy nghiêm của Hoàng tộc ta. Hoàng Thiên ở một bên hừ một tiếng, thầm nghĩ trước mặt Từ Dương, Đại Hạ Hoàng Triều Tính là cái gì? triệu thiên huân thấy không còn lựa chọn nào khác chỉ có thể kiên trì đáp xuống chiến đài cùng lúc đó hắn thật sự rất muốn kiến thức một chút nội tình thật sự của từ dương dù sao muốn chiếm đoạt thiên cương tông đạo quan từ dương này sớm muộn gì cũng phải qua ầm 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 một gợn sóng khí tức cường đại oanh ra hiện trường khắp nơi đều kinh hãi một thanh trường đao màu đen xuất hiện sau lưng triệu thiên huân là nó vẫn tinh đao được xưng là bảo đao đệ nhất của đại hạ nghe nói chủ nhân đời trước của cây đao này từng dùng một đao chém nát một ngọn núi khổng lồ triệu thiên huân cười lạnh vuốt nhẹ thân đao hưởng thụ ngôn từ ca ngợi người xung quanh lạnh lùng nhìn về phía tử dương ngươi không cần binh khí gì sao chỉ là nhục thể phàm thai không có ai có thể chống đỡ được phong mang của tinh vẫn đao ta sợ ngươi ngay cả chết cũng không biết từ dương mỉm cười cứ việc dùng khối sắt vụn này chém ta động một chút cũng tính là ta thua nụ cười trên mặt triệu thiên huân lập tức biến mất hắn không cảm thấy lời nói của từ dương là thật phát ra từ lời nói trong lòng chỉ coi đối phương là đang miệt thị trào phúng mình đưa tay nâng đao đánh xuống mặt mình ầm ầm lưỡi đao cuồng bạo vô địch đánh văng ra không sai lệch đánh về phía mặt từ dương u quang màu đen ngưng luyện cỡ nào nếu đổi lại là những người khác một đao này chém xuống không cùng cảnh giới với triệu thiên huân nhất định sẽ bị đánh thành thịt nát cảnh giới đứng đầu phối hợp với binh khí đỉnh cao tạo thành uy danh đệ nhất thiên võ quận triệu thiên huân đương nhiên Hết thầy những trận tỉ thí này qua, sau đó không còn quan hệ gì đến hắn nữa. ầm, um, lưỡi đao bổ vào vị trí trên đỉnh đầu từ dương một tấc, lại bị một cỗ hào quang tinh thần khó có thể tưởng tượng phản chấn ra chung quanh. Triệu thiên huân không thể tránh được, ăn mất một cỗ đại lực, người cả đao đều bị chấn bay ra ngoài trăm mét. Cái gì, cái gì, từ dương hắn, còn không nhúc nhích, liền đem tinh vẫn đao đưa cho rồi, đánh bay rồi sao? 96, khách nhân không nhanh không chậm tiến tới, người đứng đầu thiên võ quận, A, à, ta muốn biết ai cho ngươi mặt mũi. Từ Dương bình tĩnh cười nhạo Triệu Thiên Huân, không có ngữ điệu điên cuồng phát tiết, lời nói bình tĩnh giống như là đang nói chuyện phiếm, nhưng mỗi một câu đều như là những thanh đao nhọn sắc bén nhất, đâm thẳng vào nơi mẫn cảm nhất trong lòng Triệu Thiên Huân. Đối với Từ Dương sống 10 vạn năm mà nói, nghiền chết Triệu Thiên Huân đã không có bất kỳ ý nghĩ thú vị gì để nói, so sánh xuống, để hắn cảm thụ từ đáy lòng mình nhỏ bé, ngược lại càng có tính khiêu chiến. Từ Dương gảy nhẹ giữa ngón tay thanh tinh vẫn đao kia giống như được vận mệnh triệu hoán, bị ép buộc hút vào trong lòng bàn tay của Từ Dương. Cẩn thận thưởng thức thanh binh khí được xưng là đệ nhất thần binh thiên võ quận này, Từ Dương cũng chỉ bất đắc dĩ bĩu môi lắc đầu. Thứ này đặt ở vạn năm trước, ngay cả dao chặt củi của Thiên Cương Tông chúng ta cũng không sánh bằng, bây giờ lại được các ngươi tôn làm chí bảo, thật buồn cười đến cực điểm. Từ Dương bắn ra một chỉ, chỉ nghe một tiếng vang thanh thúy khuếch tán ra ngoài thân đao, nội kinh chấn động, toàn bộ cấu tạo bên ngoài thân đao này đều bị chấn vỡ nát ầm um, bảo đao màu ngăm đen cứ như vậy bị từ dương đùa bớn chấn thành một mảnh đao vỡ vụn rơi lả tả trên mặt đất cái gì cái gì trong nháy mắt tay không liền đánh vỡ tinh vẫn đao nội tình của người này thật khó có thể tưởng tượng một màn này xuất hiện thật sự làm cho tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử dưới sân rung động nói không ra lời ha 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 không thể tưởng được mấy năm gần đây thiên vũ quận lại xuất hiện một nhân vật kinh tài tuyệt diễm như vậy có hắn ở đây, phong mang của thiên vũ tông ngày xưa, sợ là sẽ bị phá vỡ. Bát hoàng tử cắn chặt răng, hận không thể xé nát từ dương nửa lộ trình này của từ dương cắn vàng, đáng tiếc mặc kệ phát sinh chuyện gì, có thân phận hoàng tử hắn chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn, nhưng hắn cũng hiểu, qua hôm nay, triệu thiên huân và thiên vũ tông của hắn đã triệt để biến thành một đống rác rưởi cũng không thể dựa vào nữa. Kỳ thật sự hỗ trợ của thế lực tu luyện cũng có liên hệ rất lớn đến việc tranh đoạt hoàng quyền trong hoàng triều, trong này cũng có liên quan đến chuyện phe phái. Dưới tình thế trước mắt của Đại Hạ Hoàng Triều, Hoàng đế kế nhiệm cơ bản chính là tuyển ra ở trong tam đại hoàng tử, hoàng tử nào đoạt vị thành công, đứng ở bên hắn thế lực tu luyện đối ứng tự nhiên có thể đạt được địa vị siêu nhiên, bởi vì cái gọi là một người đắc đạo gà chó thăng thiên, chính là đạo lý này. Đồng dạng, một phương thất bại, không chỉ thế lực dòng chính một mạch hoàng tử này sẽ sụp đổ, liên minh tu luyện thế lực phía sau cũng sẽ bị trùng kích mạnh. Nhưng mà quy tắc trò chơi như vậy, không thể tránh né bất kỳ một quốc gia nào ở trên đại lục. Hiện tại Từ Dương nhất minh kinh người, trong phạm vi đại hạ hoàng triều thanh danh vang dội, tự nhiên sẽ trở thành mục tiêu tranh phong của các hoàng tử. Giờ phút này, ánh mắt Tam hoàng tử và Ngũ hoàng tử nhìn về phía Từ Dương đều không giống nhau, về phần Bát hoàng tử được Triệu Thiên Huân dựa vào nhất, lúc này lại khổ sở đến cực điểm. Ta nhất định phải thừa nhận, trước đó quả thật ta đã đánh giá thấp ngươi, Thiên Cương Tông không hổ là truyền thừa vạn năm, nội tình không thể đo lường được. Từ Dương ngẩng lên một vòng vui vẻ, mỉm cười nhìn về phía Triệu Thiên Huân, sao vậy, lập trường nhanh như vậy đã thay đổi bắt đầu nịnh bợ ta. Xin lỗi, Thiên Cương Tông chúng ta cho dù muốn nuôi chó, cũng sẽ không là phế vật không có giới hạn và trung thần như Thiên Vũ Tông các ngươi. Từ Dương, ngươi không nên khinh người quá đáng. Dưới đài, mấy lão giả động thiên cảnh của Thiên Vũ Tông tỏ vẻ không thể nhẫn nhịn, lập tức kháng nghị với Từ Dương đang nói năng lỗ mãng. Đáng tiếc, âm thanh của bọn họ thật sự không có ý nghĩa gì căn bản không đủ để khiến cho Từ Dương để ý. Không sai, hôm nay ta chính là muốn bắt Na Thiên Võ Tông các ngươi dễ dàng. Đồng dạng, ta cũng muốn làm cho tất cả thế lực tu luyện trong quận hiểu rõ, ở trên vùng đất này, Thiên Cương Tông ta không phải là nơi các ngươi có thể có chủ ý. Ầm ầm, trong nháy mắt âm thanh từ Dương rơi xuống đất, một đạo chấn động rung động lắc lư vô cùng mạnh mẽ vang lên ầm vang, linh lực ba động cường đại ngoài thân lần nữa đổi mới nhận thức của Chu Cường hiện trường về nội tình Từ Dương. Trời đất ơi, nội tình của người này thật là đáng sợ. Từ dương độn không mà lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm triệu thiên huân, đã bắt đầu tính trả đạp đối thủ chân chính này. Hiện tại, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thả lăng thanh thù, người có thể miễn tội chết. Lời nói của từ dương giống như giọng thẩm phán do cửu thiên thần linh hàng lâm, xen lẫn không thể nghi ngờ và lạnh lùng. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi, cũng muốn thẩm phán ta. Triệu thiên huân tự nhiên không nghe theo, song quyền nắm chặt bộc phát ra một cỗ cương khí bá đạo ba động, một thanh trường kiếm óng ánh trong tay huyễn hóa ra, hướng về phía tử dương giữa không trung lao xuống. Kiếm quang phá không chém xuống, xen lẫn khí thế chảm kích vô cùng mạnh mẽ, trong không khí này đều nghe được tiếng nứt vỡ nhỏ vụn. Sóng mắt tử dương khẽ nhách khóe miệng, trong nháy mắt, một đạo linh lực cường đại hơn đè xuống, như một cái vòng xoáy linh lực thật lớn, ngay trước mặt tất cả mọi người, trực tiếp đem kiếm quang triệu thiên huân đánh ra hoàn toàn cắn nuốt sạch sẽ. Mau sử dụng áo nghĩa mạnh nhất của thiên võ tông ngươi đi, loại công pháp gãi ngứa này, cũng đừng lấy ra làm mất mặt. Từ dương tràn ngập miệt thị đùa cợt triệu thiên huân tiểu nhân hèn hạ này, để đối thủ vốn để ý nhất là mặt mũi thịnh nộ đến cực điểm. Hôm nay nếu ta không đem người bầm thây vạn đoạn, thể không làm người. Triệu thiên huân cắn chặt răng, giữa trời trực tiếp triệu hồi ra nguyên anh tà hóa của mình, một đường hình dáng hồn thể đen như mực hiển hiện ra. Cái gì, đây thật sự là nguyên anh của tông chủ thiên võ tông sao? Vì sao tà ác như vậy? Ông trời ơi, chuyện này sao có thể? Công pháp thiên vũ nhất mạch có được thuần dương thuộc tính cực bá đạo, vì sao nguyên anh này cùng công pháp của bản thân hoàn toàn phản nghịch. Các lãnh tụ tu đạo các mạch quan chiến chung quanh nhau nhau kinh hãi, tựa hồ triệu thiên huân trước mắt này, cùng lãnh tụ tu đạo bọn họ quen biết, người đứng đầu thiên vũ quận hoàn toàn khác biệt. a à, ha ha ha, hiện tại các người hiểu rồi chứ, triệu thiên huân này, căn bản chính là một ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo. Lúc trước cường giả động thiên cảnh của mười mấy thế lực tu đạo trong quận Ly Kỳ mất mạng, đều là nguyên anh của gia hỏa này làm ra. Hoàng Thiên đột nhiên mở miệng trình diễn Bổ Đao Hoàn Mỹ, cũng khiến cho thanh danh của Thiên Võ Tông nhất mạch triệt để sụp đổ, để cho Triệu Thiên Huân đường lui chỉ còn lại một, đó chính là thắng được trận chiến sinh tử này. Nếu không, hắn sẽ cùng thế lực tông môn của hắn đi đến vạn kiếp bất phục. Thiên Ma Vũ, ầm ầm ầm, nguyên anh lực giữa không trung bộc phát, đám mây màu đen kinh khủng nhanh chóng bao phủ nửa khoảng chân trời cũng khiến cho tất cả người quan sát trong chiến trường này dâng lên một loại cảm giác không rét mà run. Cố khí thức này, ông trời ơi, triệu thiên huân hắn, vậy mà đã hoàn toàn ma hóa rồi. Mái tóc dài màu đen lúc này dính phải màu đỏ đậm như máu, trong con ngươi như hai luồng liệt diễm đang tùy ý bốc hơi, triệu thiên huân sau khi ma hóa, thực lực đã đạt tới cực hạn của động thiên cảnh. 97, lực lượng thiên kiếp thứ bảy của trương thiên kiếp, ha ha ha, cuối cùng vẫn là loại cảm giác tùy ý bành trướng này làm cho người ta thoải mái a. À mấy năm nay ta vì cầu tu đạo cực cảnh không dám lấy nguyên anh gặp người hôm nay tháo bỏ mặt nạ này triệu thiên huân ta cuối cùng cũng phải nghịch một lần rồi tiếng cười điên cuồng này tùy ý đến mức nào triệu thiên huân bỏ xuống ngụy trang có nghĩa là hắn sẽ siêu thoát mọi ràng buộc trong thế tục dựa vào ma công nguyên anh trùng kích cực hạn động thiên cảnh âm 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 lại là một trận tiếng nổ kịch liệt truyền ra căn nguyên ma chi trong nguyên anh triệu thiên huân hoàn toàn thức tỉnh bắt đầu dung hợp với bản thể của hắn một âm một dương ngang dọc trong thể mạch hình thành một cỗ cắn nuốt vòng xoáy thập phần đáng sợ điên cuồng ngưng tụ linh lực tích góp trong cơ thể triệu thiên huân nhiều năm chẳng lẽ nói hắn thật sự định từ bỏ căn cơ tu luyện nhiều năm của mình lấy ma nguyên làm căn bản ngưng tụ nguyên thần nếu hắn thật sự làm như vậy ý nghĩa triệu thiên huân sẽ triệt để ma hóa thu hoạch được cảnh giới siêu nhiên đồng thời hắn cũng sẽ trở thành toàn bộ quận thiên võ thậm chí là địch nhân của toàn bộ hoàng triều phải biết rằng hoàng đế của đại hà hoàng triều cũng chỉ là động thiên cực cảnh một khi triệu thiên huân đột phá nguyên thần cảnh thành công hắn sẽ trở thành đại ma đầu áp đảo hoàng triều không nghi ngờ chút nào lần này triệu thiên huân được ăn cả ngã về không đã cược toàn bộ vốn liếng của mình thành và bại đều ở đây chiến dịch từ dương vẻ mặt bình tĩnh nhìn hắn tựa hồ rất hiểu được hắn đưa ra lựa chọn như vậy cũng không có ngăn cản phải biết lấy ma nguyên lực tà ác ngưng tụ nguyên thần là muốn kích phát ma chi thiên kiếp muốn vượt qua kiếp nạn này muốn hung hiểm hơn so với những động thiên cảnh khác từ dương cũng không cảm thấy triệu thiên huân có thể đột phá thành công, cho dù thật sự hoàn thành trảm kiếp ngưng tụ ra nguyên thần của mình, hắn cũng không có tư cách làm cản trước mặt từ dương. Dù sao trên mảnh đại lục này, người có thể mang đến uy hiếp cho lão tổ tông luyện khí cảnh như từ dương, đã không còn mấy người. Giặc giặc, trên bầu trời, một đạo lôi diếm màu xanh đen đẹp mắt nổ vang giữa trời, lôi lực ba động khủng bố rung động bát phương, lôi vân màu mực to lớn cuồn cuộn mà chuyển, âm linh cùng ma hồn giữ tợn không gì sánh được hiển hóa giữa trời. Thanh âm lệ quỷ khóc lóc cuốn về phía mỗi một góc hẻo lánh của thiên vực này. Tu sĩ các mạch chung quanh, bao gồm cả đám người hoàng triều tam đại hoàng tử, đều lộ ra biểu lộ vô cùng ngưng trọng. Ma kiếp động thiên cảnh, uy lực thật đúng là không thể khinh thường. Thật không biết thiên võ tông nhất mạch qua hôm nay, đến cùng con đường phía trước như thế nào. Rất nhanh, đạo lực lượng ma kiếp thứ nhất đập vào bên ngoài thân triệu thiên huân lôi diếm kia như là một đạo tinh lọc ánh sáng thế gian thôn vệ thân thể từng chút từng chút xâm chiếm nhân tính triệu thiên huân lấy tín niệm của ma chi quán chú tứ chi bách hải hắn lệ quỷ kinh khủng tương hỗ đan sen xoay quanh khiến cho triệu thiên huân trong mấy trăm mét ngoài thân đều bị một mảnh tử khí bao phủ từ dương bình tĩnh quan sát từng chi tiết phảng phất như tìm kiếm đạo bản chất nhất giữa thiên địa từ trong ba động của ma kiếp đặc thù này kỳ thật từ dương bế quan vạn năm qua vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề như thế nào là đạo về bản chất nhất của thiên địa nếu con đường tu luyện trên thế gian thật sự là cực phong, như vậy trời sao đại biểu cho cái gì? Sinh ra dưới trời này, người tu tiên các đạo, như vậy cái gọi là phần cuối, không phải chỉ là vùng trời này thôi sao? Nếu vậy, cao một tấc, thấp một tấc, có gì khác biệt? Rất nhiều người trong nháy mắt, từ dương không khỏi để tay lên ngực tự hỏi như vậy, thậm chí hắn cảm thấy, mình 9999 tầng luyện khí cực cảnh, đã có vốn để dung nạp thiên địa chi khí, đã đi tới cực điểm của thiên lộ, bước tiếp theo chính là phá thiên. Bây giờ Từ Dương khổ nỗi không tìm thấy cánh cửa phá thiên, hoặc là nói, bằng vào sức một mình hắn còn không đủ để dung chuyển quy tắc trong thiên địa, đây cũng chính là nguyên nhân căn bản hắn không cách nào tu tới viên mãn. Lực lượng ma kiếp là thứ Từ Dương chưa từng trải qua, càng giống một tấm gương mang đến cho Từ Dương cảm ngộ, cùng với những thứ ở tầng sâu hơn. Sóng ma lực cuồn cuộn còn đang khuếch tán, cho đến khi luồng lôi quang tràn ngập ma khí diễm thứ nhất bổ xuống. Không lực lượng của ma kiếp này tựa hồ bắt đầu mất khống chế chạy mau a à. trong chiến trường chống trải từng đạo ma kiếp chi lực không hề báo trước ngẫu nhiên hàng lâm không ngừng có người tu đạo ngã xuống lực lượng cường độ như vậy không có thực lực động thiên cảnh chỉ cần chạm đến bản thể lôi diễm thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ chạy mau a à, ầm 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 khí tức ma nguyên tàn sát bừa bãi cắn nuốt đám sinh linh nhỏ bé đổi lấy cũng chỉ có tiếng cười to cản rỡ của triệu thiên huân điều này không khỏi khiến người ta hoài nghi cái gọi là ma kiếp lôi Diễm không khống chế được chính là cái gọi là kịch bản thân hắn tự mình đạo diễn ra tàn nhẫn trong thân thể tan vỡ nguyên khí sinh mệnh tươi sống kia cũng thuận theo hắc khí bên ngoài cơ thể triệu thiên huân tràn vào trong cơ thể của hắn chữa trị lôi diếm qua đi bắt đầu sống lại toàn bộ thân thể mới hư ta biết ngay mà thằng nhãi này không phải thứ tốt gì đánh chết đồng đạo đồng đạo cho mình đột phá trợ lực thủ đoạn này giống hệt như đồ tâm giáo chủ chẳng trách đều là đại ma đầu hoàng thiên một chân không dừng lại bất quá hắn cũng là một trong mấy cường giả đỉnh cấp có thể che đậy lôi kiếp đương nhiên bá đạo nhất vẫn là bản thân từ dương ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn đám ma diễm này một cái trực tiếp cất bước phóng lên trời tới gần bóng dáng triệu thiên huân lăng thanh thù ở đâu nếu thả nàng ta có thể chờ ngươi hoàn thành đột phá rồi chấn áp ngươi xem như cho ngươi một cơ hội đạt thành tâm nguyện từ dương nói nhượng bộ tự nhiên không phải bởi vì sợ người này nói cách khác chỉ cần từ dương nghĩ cho dù triệu thiên huân phản kháng hắn cũng có một trăm phương pháp tìm tới lăng thanh thù, hắn bất quá là muốn cho người rơi vào ma đạo này một cơ hội chuộc thân mà thôi. Đáng tiếc, Triệu Thiên Huân đem lý giải này hóa thành một tu sĩ luyện khí cảnh nhát gan. Ha ha ha, từ dương, người sợ, ta thậm chí có thể đọc ra run rẩy trong lòng ngươi. Người sợ mất lăng thanh thù, sợ ta thành tựu ma công đồ diệt thiên cương tông các ngươi. Từ dương nhìn dáng vẻ không ai bị nổi của Triệu Thiên Huân, chỉ phát ra một nụ cười khổ bất đắc dĩ đáp lại hắn. Cường giả chân chính không thể tự ti, trong ánh mắt của ngươi, ta đã đọc ra được sự khiếp đảm thật sự của ngươi, ngươi lập được lợi trước mắt thậm chí không tiếc từ bỏ công pháp nhất mạch thiên võ tông rơi vào ma đạo, chính là vì cưỡng ép đột phá nguyên thần cảnh, bảo vệ tính mạng đáng thương của ngươi để chiến thắng ta. Đáng tiếc, trong mắt ta, dù một con chó điên cố gắng như thế nào, cũng chỉ là nhảy qua đầu tường, vĩnh viễn không đạt được thành tựu. Lời nói của Từ Dương làm Triệu Thiên Huân đau đớn thật sâu, nhưng cũng làm cho hắn trở nên càng thêm cuồng bạo. Gia hỏa tự cho mình là đúng, ta muốn cho ngươi hiểu, logic của ngươi, buồn cười cỡ nào. Đúng lúc này, trận lực ba động trong tay Triệu Thiên Huân lần nữa hiển hiện, thuần dương khí mang sáng chói cùng huyết quang sung thiên quanh hắn tạo thành đối lập rõ ràng. Ta muốn để môn đồ trong lòng ngươi nhớ kỹ, trở thành viên đá kê chân cuối cùng giúp ta đột phá nguyên thần cảnh. 98, chương thứ 8, phá ma kiếp thứ 8, Triệu Thiên Huân một trường lơ lửng trên không, trận lực phong ấn trong lòng bàn tay nhanh chóng khuếch trương, ô trời tung hoành tương giao lần nữa hiển hiện. Mơ hồ thấy được, lăng thanh thù đã bị phong ấn ở chính giữa, ngồi xếp bằng ở trung tâm trận lực, bản thể không tổn hao gì, nhắm mắt ngưng thần ở trạng thái tu luyện. Từ dương lộ ra một vòng cười khẽ, thầm nghĩ mình cuối cùng không nhìn lầm người, nhà đầu này, quả thật có thể gánh nổi đại kỳ của thiên cương tông. Động thủ đi, mọi người, từ dương mỉm cười chỉ vào triệu thiên huân, người không phải nói, người muốn dùng nàng làm đá kê chân cho người sao, ta cũng muốn nhìn một chút, người sẽ dùng thủ đoạn thế nào để chấn áp nàng. Triệu Thiên Huân bây giờ coi Từ Dương là kẻ địch lâu năm, đánh không lại lão quái vật này thì thôi, trên mặt lại không thể thua chút nào. Từ Dương rõ ràng là vừa cứng đầu với hắn, Triệu Thiên Huân cắn chặt răng đưa tay đánh ra một trường, liền dùng lực lượng cửu thiên ma kiếp bắt đầu công kích toàn bộ thiên cách trận võng. Âm âm âm, ma kiếp lôi diếm kinh khủng vô địch lần lượt đánh lên mặt ngoài trận lực, phá nát thiên võ đại trận này thành mảnh nhỏ, nhưng hạch tâm phong ấn trận lực của lăng thanh thù vẫn thủy chung lù lù bất động. Hừ, ngươi cho rằng mình thật sự có thể không đếm xỉa đến. Đừng có nằm mơ, triệu thiên huân dưới sự thịnh nộ, một trường phá hủy lực lượng đánh ra, sớm sụp đổ giam cầm thiên võ cương khí bên ngoài cơ thể lăng thanh thù, giải phóng cả người nàng ra ngoài từ trong phong ấn. Nhưng mà cùng lúc đó, lực lượng bản nguyên của triệu thiên huân thay thế lực lượng thiên võ trận, sừng sốt để uy thế của ma kiếp tập trung lên người lăng thanh thù, gọi thân thể nha đầu này sung túc làm môi giới để mình thừa nhận ma kiếp. Ha ha ha! dùng bổn nguyên sinh mệnh của ngươi làm cho ta gả y, rất thích hợp. Đại tông chủ thiên cương tông, triệu thiên huân cười điên cuồng dữ tợn, nửa bên mặt đã bị ma lực ăn mòn thành màu đỏ như máu, nhìn qua cực kỳ yêu dị mà dữ tợn. Giặc giặc, thiên ma kiếp lực ầm ầm nện xuống, nhắm ngay đỉnh đầu lăng thanh thù. Chỉ thấy nha đầu này cũng không bối rối, bỗng nhiên mở ra một đôi mắt sáng giống như sao trời búng tay về phía không. Linh quang sáng trói thuận theo ngón tay chảy về phía đỉnh đầu, cùng ma kiếp lôi diễm vô cùng lạnh thấu xương kia đụng vào nhau. Ầm ầm, tiếng rung động lắc lư kịch liệt quét qua trời cao, làm mặt đất phía dưới càng kinh sợ hơn. Trời đất ơi, không ngờ được tông chủ Thiên Cương Tông Lăng Thanh Thù này lại trưởng thành đến mức này. Ta nhớ trăm năm trước, nàng còn là một đứa nhỏ miệng còn hôi sữa, hiện tại đã là cường giả động thiên cảnh, khó mà tin nổi. Không ít lưu danh tu đạo trong quận nhao nhao mở miệng khen Lăng Thanh Thù, Tam hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử hai người nhìn về phía dáng người tuyệt mỹ của nàng, sau đó đều dâng lên một loại thần tượng không nói ra lời. Nhân vật kinh tài tuyệt diễm như vậy, liên tiếp xuất thân từ thiên cương tông, xem ra truyền thừa thượng cổ xuống dốc này đáng để chúng ta coi trọng hơn. Hai đại hoàng tử nhìn nhau gật đầu, đạt thành nhận thức chung về địa vị và địa vị của thiên cương tông, duy chỉ có bát hoàng tử bên cạnh vẻ mặt đau khổ triệt để luống cuống. Thật sự là buồn cười, theo thời gian trôi qua, mà kiếp lôi diễm không ngừng tăng cường, dần dần tới gần lăng thanh thủ có thể chống cự cực hạn. Trên thực tế, nàng cùng triệu thiên huân tu vi cảnh giới hầu như tương đương nhau nàng không gánh được lực lượng bản thân triệu thiên huân cũng không có cách nào ứng phó rốt cuộc một đạo diệt thế ma kiếp cuối cùng mang theo thiên huy huy hoàng ầm ầm nện xuống đồ đằng thiên ma to lớn không gì sánh được mở ra miệng to như chậu máu làm ra trạng thái thôn vệ với lăng thanh thù không tốt lăng thanh thù lần đầu tiên hoàng hồn chỉ vì nàng rất nhanh ý thức được nguồn lực lượng này đã không phải mình có thể ngăn cản dưới thiên hạ bất luận một tu sĩ động thiên cảnh nào của nhân tộc, đoán chừng đều không thể chịu nổi cỗ lực phá hủy này. Nhân tộc tu ma đạo, vốn là hành động nghịch thiên, nên thừa nhận khiêu chiến cấp mẫn diệt bực này. Các tu sĩ khắp nơi nhao nhao tỏ thái độ, cùng lúc này, Từ Dương cũng truyền âm cho Lăng Thanh Thù, ra hiệu nàng thoát ly phạm vi khống chế của Triệu Thiên Huân, kêu hắn tự mình thừa nhận một kích này. Nhưng mà cách làm của Triệu Thiên Huân lại chạm đến điểm mấu chốt của Từ Dương thấy hắn đột nhiên đem lực lượng mình ngưng tụ hơn nửa ngày đánh vào dưới chân lăng thanh thù, khóa chặt nàng chết ở trong hư không. Không xong, triệu thiên huân kia thật là tiểu nhân hèn hạ, lại lấy càn khôn tung hoành đem lăng thanh thù tiến hành tọa độ hư không chó chặt. Trừ phi vẫn lạc ngay tại chỗ, nếu không lăng thanh thù bất luận thế nào cũng không thoát khỏi điểm hư không cố định này. Hoàng thiên phán đoán chuẩn xác không sai, một phen lời nói ra khỏi miệng, từ dương đã không còn tính tiếp tục quan sát nữa. Được rồi, nếu như vậy, ta cũng chỉ có thể tự mình xuất thủ giúp đỡ hắn. Vèo, chỉ thấy từ dương đạp không mà lên, tốc độ nhanh như một đạo thiểm điện, quỷ mị hàng lâm bên cạnh lăng thanh thù. Lão tổ, lăng thanh thù khuôn mặt ửng đỏ, nhìn xem gương mặt từ dương giờ phút này càng tuấn lãng mê người. Trong lúc ẩn thân, lăng thanh thù lại theo bản năng nghĩ đến trận chiến thiên cương tông lúc trước, lão tổ xuất quan quân lâm thiên hạ. Chỉ là ma kiếp, có gì cự tuyệt, đến đây, giơ tay lên, ta cùng ngươi cùng một chỗ, nghiền nát thiên ma chi lực này. Trong lời nói của Từ Dương không thể nghi ngờ lực lượng có chút bá đạo, cũng chính là dưới sự che chở của hắn, Lăng Thanh Thù có dũng khí và quyết tâm cùng tranh một trận với thiên ma. Diệu pháp tứ tưởng vô cực, rốt cuộc, Từ Dương tự mình dẫn dắt Lăng Thanh Thù, đánh ra công pháp độc đáo mình mới truyền thụ cho nàng một chiêu vô cùng cường hãn. Nơi huyền diệu nhất công pháp này, chính là có thể dẫn động trong thiên địa bốn loại thuộc tính linh lực hoàn toàn khác nhau để cho mình sử dụng. Trong thoáng chốc, bốn đạo linh lực thuần túy khác nhau như đại dương minh mông tràn ra ngoài thân hai người từ dương sóng linh lực kinh khủng cuồn cuộn mãnh liệt triệt để nhìn những người phía dưới choáng váng ôi trời ơi lấy sức một người đồng thời ngưng tụ bốn loại linh lực thuộc tính khác nhau hắn rốt cuộc là ai khi biết cực hạn nhận biết của một tu sĩ bị đảo điên thường thường sẽ làm ra đủ loại ảo tưởng không thể tưởng tượng nổi lúc này những người phía dưới đã bắt đầu ân cần bắt đầu từ Dương này rốt cuộc có phải là người của thế giới này hay không, quả thực chính là một yêu nhiệt khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Ầm ầm, tứ tượng linh quang đồng thời đánh về phía Đồ Đằng Thiên Ma bị ép xuống cuối chân trời, dẫn động một đợt sóng lớn nhất của chiến trường này trăm năm qua chấn động Hạo Kiếp. Khí tức khuếch tán ra cuốn về phía ngàn dặm sơn hà chung quanh, để một đêm này chân trời mây tía toàn bộ bị bôi lên hào quang màu đỏ tươi hoa lệ. Khi bầu trời huyên náo vô tận dần dần yên tĩnh, Thiên Ma Kiếp đã hoàn toàn biến mất toàn bộ thế giới lại khôi phục bình tĩnh vốn có. Phập, Triệu Thiên Huân độ kiếp thất bại, bản nguyên bị thương nặng, ma khí trong nguyên anh tùy ý tràn vào bản thể các nơi, căn cơ hủy hoại không nói, cả người đã là trạng thái điên cuồng nửa người nửa ma, tùy ý giết gào đánh giết lung tung về phía người chung quanh. Người đâu, tông chủ thiên võ tông Triệu Thiên Huân rơi vào ma đạo, hoắc loạn đồng đạo, giết không tha. Người mở miệng này, chính là bát hoàng tử vốn là người ủng hộ hắn nhất. 99, chín người, chín, người thứ nhất cửu trương ngã xuống. Triệu Thiên Huân nằm mơ cũng không ngờ, bát hoàng tử vốn ủng hộ mình, sẽ ở thời điểm trọng yếu như vậy phản bội mình. Kỳ thật trong lòng hắn hiểu được, thời điểm chính mình đánh trận này đi vào đường cùng, tương lai của Tông Môn cũng sắp biến mất trong dòng sông lịch sử. Mỗi khi nghĩ đến những điều này, trong lòng Triệu Thiên Huân đều sẽ gây ra một trận đau đớn. Thế nhưng cái này có biện pháp nào đây? Ai bảo đại lục này lấy vũ lực phi tôn, hắn là gia hỏa đắc tội Từ Dương, nhất định chỉ có thể có kết cục như vậy. Từ Dương, Hôm nay cho dù có chết ta cũng muốn khiến ngươi hối hận. Triệu Thiên Huân nổi giận đùng đùng, trong lòng bàn tay đột nhiên bộc phát ra một cỗ ba động linh lực vô cùng cường đại, trong nháy mắt liền đánh nát một ngọn núi nhỏ trước mặt. Mọi người mau tránh ra, Triệu Thiên Huân tên này điên rồi. Hiện trường có không ít tu sĩ động thiên cảnh há hốc miệng, bởi vì bọn họ phân biệt cảm nhận được lực lượng một trường này của Triệu Thiên Huân đã vượt qua nhận thức của bọn họ. Lực lượng kinh khủng không thể lay chuyển đánh về phía Từ Dương nhưng cỗ lực lượng này trong mắt người khác đủ để phá hủy lực lượng của tu sĩ động thiên cảnh, lại ở trước mặt từ dương, có vẻ gầy yếu vô lực như vậy. Ha ha ha, ta nói rồi, khi ngươi quyết định đối địch với thiên cương tông, kết cục của ngươi đã định trước rồi. Lúc này đây, từ dương không còn chút do so dự nào nữa, đối mặt với thân thể ma hóa của triệu thiên huân đã hoàn toàn đánh ra một đạo lực lượng không thể chống lại. ầm ầm ầm, trong chốc lát, toàn bộ thời không chiến trường đều bị nguồn lực lượng này ba động bao phủ. Thật là đáng sợ, Hắn thật sự chỉ là một tu sĩ luyện khí cảnh sao? Không, chuyện này không thể nào, nhất định là chúng ta sai rồi, người này căn bản chính là một cường giả cái thế đã có thể nghiền ép cảnh giới động thiên. Cường giả luyện khí cảnh mạnh nhất trong lịch sử cuối cùng cũng xuất hiện. Đối mặt với lực lượng bộc phát trung cực này, sâu trong nội tâm Tam hoàng tử và Ngũ hoàng tử đều đã quyết định, lúc trước bỏ lỡ Triệu Thiên Huân, để địa vị bát hoàng tử ở trong hoàng cung nhanh chóng tăng lên, bây giờ từ Dương này xuất hiện, đủ để đại biểu cho tranh chấp trong hoàng triều sẽ nghênh đón một chuyển biến mới. Không hề nghi ngờ, bên nào tranh thủ được sự trợ giúp của Từ Dương, có nghĩa là hắn có thể đạt được thắng lợi trong tranh đấu quyền lực kế tiếp. Ầm ầm ầm, Triệu Thiên Huân cả người bị đánh sinh hoạt không thể tự nhiên, như một đống xác chết bình tĩnh nằm ở trên chiến trường. Cùng lúc đó, Lăng Thanh Thủ lúc trước bị hắn cầm tù trong pháp trận, cũng một lần nữa được tự do. Đa tạ lão tổ, Lăng Thanh Thủ sùng bái Từ Dương là dung nhập vào xương cốt, nhưng bất luận đến lúc nào hắn cũng tôn kính Từ Dương, đều chưa từng biến mất. Trong mắt nàng, Từ Dương là người thân mật nhất của mình, cũng là lão tổ của mình, tầng quan hệ này vĩnh viễn không thay đổi. Ngươi sao rồi, không bị thương sao, lăng thanh thù khẽ lắc đầu. Rất tốt, quả nhiên ngươi không khiến ta thất vọng, thiên cương tông ở trên tay ngươi nhất định sẽ phát dương quang đại. Từ Dương khẽ cười nói, sau đó đi tới trước mặt triệu thiên huân, nhìn về phía hắn, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng. Không phải là ta không cho ngươi cơ hội, chỉ là vì ngươi không ý thức được chạm vào điểm mấu chốt của thiên cương tông ta là kết cục như thế nào đối đãi với địch nhân của mình từ dương chưa bao giờ dễ dàng lưu tình người cần giết một người cũng không bỏ qua ầm ầm một cước trọng lực bước ra từ dương ngay trước mặt tất cả mọi người một cước đạp nát thân thể triệu thiên huân bát hoàng tử hít sâu một hơi quay về đám dũng sĩ sau lưng mình nổi giận đùng đùng hô một tiếng đều là chết người sao ta bảo các ngươi đi qua băm thây triệu thiên huân cho ta vạn đoạn lúc này lập trường lúng túng nhất không thể nghi ngờ là những cao thủ đứng đầu thiên vô tông. Một đám cường giả cảnh giới động thiên hai mặt nhìn nhau, bọn họ không biết lúc này đến tột cùng quyết sách về tương lai của mình như thế nào. Đang lúc bọn họ do dự, tam hoàng tử và ngũ hoàng tử thay bọn họ làm ra quyết định. Chỉ thấy tam hoàng tử bay lên trời, mặt mỉm cười, nhìn những cường giả thiên võ tông này. Chư vị, các người đều là cường giả tu đạo của quận thiên vũ, đáng tiếc là, bây giờ tông chủ của các người bị thiên khiển, đã đi đến vạn kiếp bất phục, chọc giận uy nghiêm của Thiên Cương Tông, cũng bởi vậy mà trả giá lớn, như vậy tiếp theo, ta muốn có được thái độ của các ngươi. Hoặc là giải tán ngay tại chỗ, một lần nữa lựa chọn môn phái các ngươi thuộc về, hoặc là liền cùng tấm bảng hiệu này biến thành thi thể. Không sai, Tam ca nói đúng, các ngươi đã không còn lựa chọn nào khác. Cùng lúc này, Ngũ hoàng tử cũng tiến hành tỏ thái độ, trên thực tế hai đại hoàng tử này chính là vì tranh thủ hảo cảm của Từ Dương chúng ta nguyện ý quy thuận thiên cương tông tử dương dưới trướng. Những lão gia hỏa này đều không phải hạng người bình thường, tự nhiên cũng thấy rõ tình thế, tam hoàng tử và ngũ hoàng tử nhất định sẽ lựa chọn lôi kéo tử dương, bởi vậy thiên cương tông mới là nơi bọn họ tốt nhất quy tụ. Tam hoàng tử hài lòng cười cười, các người rất thông minh, tương lai sẽ có phát triển tốt hơn. Đã có câu nói này của tam hoàng tử, trong lòng những cường giả thiên võ tông này lập tức yên tâm. Vấn đề của thiên vũ tông được giải quyết, kế tiếp phải xem thái độ của tử dương. Từ Dương rất rõ ràng, khi hắn lựa chọn đến đây gây rối, ý nghĩa là trong thời khắc này hắn nhất định phải quyết định, cuốn vào cuộc phân tranh nội bộ của đại hạ hoàng triều. Chỉ thấy sắc mặt Từ Dương bình tĩnh đi tới trước mặt hai vị hoàng tử, cười khẽ với hai vị hoàng tử này. Hoàng tử Điện hạ, lần này liên quan đến vận mệnh tương lai của Thiên Cương Tông, ta phải hành động, quấy rầy cuộc tỉ thí bình thường diễn ra lần này, xin lỗi, nếu có cơ hội, hy vọng hai vị có thể cho ta một cơ hội trả lại ân tình. Hai vị hoàng tử chờ chính là những lời này của Từ Dương, đồng thời lộ ra nụ cười thỏa mãn. "Chư vị, xin cho phép ta trước mặt mọi người tuyên bố kết quả tỉ thí thắng lợi lần này là Thiên Cương Tông, tông chủ Lăng Thanh Thù." Ở hiện trường tất cả cường giả các đại môn phái, đối với kết cục như vậy cũng không biểu hiện ra dị nghị gì, thực lực Thiên Cương Tông nhất mạch, không hề nghi ngờ đã được tất cả mọi người tán thành. "Ông trời của ta, thật sự không nghĩ tới, người mạnh nhất quận Thiên Võ hiện nay lại là một gia hỏa luyện khí kính." Ha ha đến bây giờ ngươi còn chưa hiểu sao người này căn bản không có khả năng là cảnh giới luyện khí đơn giản như vậy sao có thể như vậy chẳng lẽ cặp mắt của ta sẽ lừa gạt ta sao ta mặc dù không rõ nguyên nhân nhưng ta xác định thực lực của hắn đã vượt lên trên động thiên cảnh rồi được rồi hiện tại ta đối với cảnh giới của người này là như thế nào căn bản không cảm thấy hứng thú kế tiếp chính là lúc chúng ta thể hiện thân thủ người mở miệng này chính là lãnh tụ truyền thừa nhất mạch của thiên vũ quận ngươi nói vậy là sao Điều này còn không rõ, truyền thừa đệ nhất Thiên Võ Quận lúc trước, Thiên Võ Tông đã triệt để kết thúc, kế tiếp chính là thời điểm các mạch chúng ta phân chia bọn họ. Qua hắn chỉ điểm như vậy, các lãnh tụ mấy mạch bên cạnh nhau nhao lộ ra nụ cười. Ha ha ha, nói rất đúng, chúng ta cũng không thể tới vô ích một lần a. À. Mọi người đều hiểu, kế tiếp chờ đợi Thiên Võ Tông chính là một hành động giết chóc chân chính.